thầy là bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, là trưởng bộ môn. Thì hôm nay thì chúng ta học bài đầu tiên về trong cái chứng chỉ là bệnh học nhiễm. Bệnh học nhiễm thì mình có 30 tiết, là 30 tiết học. Thì thầy sẽ giới thiệu chương trình cho các bạn nghe. Giờ giảng chúng ta thì thật ra cái lịch giảng này nó có khác với lịch giảng trước đó bộ môn gửi một chút, bởi vì lý do là sáng nay chúng ta làm quen nói chuyện với nhau, giới thiệu về chương trình, xong sau đó thầy dạy bài đại cương bệnh truyền nhiễm mà cho thầy có một tiết thì chắc thầy dạy không kịp, do đó thầy có chỉnh lại chương trình là sáng nay mình học hai tiết đầu là bài đại cương bệnh truyền nhiễm, sau đó thì thầy Hà Vinh sẽ dạy các bạn hai tiết kế là bài tiêu chảy nhiễm trùng. Như vậy thì thầy sẽ nợ bài bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét hiện tại thì mình chưa có giờ bù, thì bộ môn sẽ xin giờ bù sau, xin giờ bù sau cho các bạn. Thì khi nào có giờ bù thầy báo, chắc là mình cũng học online, hoặc là nếu là được trực tiếp thì quá tốt, nên không thì chúng ta là học online thôi. Vì lý do là nếu bây giờ chúng ta giờ học mà có một tiết bài đại cương thì chắc chúng ta không có giờ để nói chuyện. Mình nói chuyện như thế này hết 15 phút làm quen rồi, chúng ta còn khoảng chờ 30 phút để dạy một cái bài lớn thì rất là khó. Là một. Thứ hai thì trong chương này mình học tín chỉ, do đó chúng ta sẽ ngày 15 tháng 10 á, thì chúng ta có thi giữa kỳ trong 30 phút. 30 phút thì thường thường chắc khoảng 40 câu á, khoảng 40 câu đến 45 câu. Chúng ta làm bài trong 30 phút trắc nghiệm online. Nên các bạn nhớ là phải có điểm nha, bữa đó phải có hiện diện. Thì tôi chưa hiểu cách thức thi như thế nào, nhưng mà thấy thầy Hải có chia chúng ta tới hai bữa lận, hai cái lần 30 phút lận, nên chắc là mỗi lần nửa lớp quá, tôi đoán là vậy, mỗi lần nửa lớp thôi. Thì chúng ta học bài đại cương tiêu chảy nhiễm trùng, thủy đậu, rubella, sởi, nhiễm trùng huyết, HIVS, cúm và bệnh COVID. Sau khi hết trình đó bài mình làm kiểm tra giữa kỳ, xong sau đó thì chúng ta học phần còn lại. Chúng ta lưu ý rằng có ngày ngày 1 tây tháng 11 thì chúng ta sẽ có một buổi, nguyên một buổi từ 13:30 cho đến 17:20, chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc cho những cái bài mà mình học tự học. Những bài tự học đó thì chúng ta tự đọc, tự đọc thì tôi sẽ nhắc các thầy cô gửi bài, chẳng hạn như phần của tôi thì có dính dáng tới bài kháng sinh thì tôi sẽ gửi bài kháng sinh cho các bạn nha. Thì các bạn đọc xong bữa hôm đó thì chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc, chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc để thắc mắc cho các bạn. Phần tự học, phần tự học thì chúng ta không dạy mà các bạn tự đọc bài, nên ngày 1 tháng 11 mình có một buổi chiều để giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì chắc chúng ta sẽ giải đáp online quá, hoặc là trực tiếp gì đó thì tùy theo. Thì bên trường sẽ xếp chúng ta một lớp trực tiếp và ba lớp còn lại là online. Và cuối cùng thì chúng ta thi vào ngày 14 tây tháng 12, cả lớp đều thi chung hết. Thì thường thường là đề nhiễm thì khoảng 80 đến 100 câu, thường là 100 câu. Chúng ta làm trong thời gian khoảng 75 phút, khoảng 75 phút đến 80 phút. Tùy, nếu mà 80 câu thì làm khoảng 60 phút. Còn nếu chúng ta 100 câu chắc làm khoảng 75 đến 8, 75 phút, khoảng cả đó. Thế thì quy định như thế này, cái điểm mà chúng ta kiểm tra giữa kỳ á, là chiếm 30% điểm của cái tín chỉ này. Và khi ta thi kết thúc môn học vào tháng 12 á, thì chiếm 70%. Chúng ta sẽ tính cái cách điểm được. Năm nay thì bộ môn có chỉnh lại là 5 trên 10 mới đạt. Năm ngoái mình cho 4 trên 10, nhưng mà thôi tôi nghĩ lại chắc 5 trên 10 hợp lý hơn, bởi vì tự nhiên mình tự giảm chất lượng của mình, bởi vì đề thi cũng như dạy, học cũng giống như dạy, nhưng mà xưa giờ 5 trên 10, mà năm ngoái nó học tín chỉ 4 trên 10 cũng được, thì tôi có giảm xuống 4 trên 10. Nhưng mà thôi, năm nay bộ môn họp thống nhất lại là chúng ta giữ là 5 trên 10. Tức là chúng ta đạt được 5 trên 10 thì chúng ta mới qua được tín chỉ. Rồi má, 5 trên 10. Các bạn chịu ha, 5 trên 10 nghe, nói trước nghe, nói trước. Điểm giữa kỳ là 30% và điểm kết thúc là 70%. Đây là cuộc họp. Chúng ta còn một cột điểm nữa là đi thực tập lâm sàng. Khi nào thực tập lâm sàng thì các thầy cô sẽ phổ biến. Chúng ta có một cột là độc lập, thì cũng có đánh giá liên tục và đánh giá kết thúc. Vậy chúng ta cũng thống nhất luôn là khi chúng ta rớt thì chúng ta sẽ thi lại, nhưng mà điểm mà thường xuyên lần một á, vẫn dùng để đánh giá kết quả lần hai. Tức là mình có cái điểm mà điểm thi giữa kỳ á, lần một mình vẫn giữ đó. Do đó mình nhớ là giữa kỳ lần một mình nhớ đừng có bỏ thi nghe,
bỏ thi là không điểm đó, do đó mình phải đi thi để mình có cái điểm đó. Thế thì tài liệu tham khảo là gì? Thì đầu tiên hết thì đúng là bộ môn chưa ra sách. À, rất nhiều năm mình hứa ra sách mà vẫn chưa ra, để năm nay cũng hứa nữa, sẽ cố gắng giờ đến cuối năm phải ra được sách. À, chứ còn bài giảng thì bộ môn có đầy đủ, tôi nghĩ là các bạn cũng thể tập hợp được thôi, vì tất cả các lớp tụi tôi đều có gửi bài đầy đủ, và tôi thấy các bạn tự đóng lại thì mấy trăm trang đó, nhưng mà bộ môn chưa ra từng cuốn sách đàng hoàng, nhưng mà sẽ năm nay mình sẽ ra sách. Do đó tài liệu tham khảo tiếng Việt là bài giảng của giảng viên, thì gồm có cái file trình chiếu bộ môn sẽ gửi, cộng với lại cái bài viết, tức là file Word bộ môn cũng có sẵn hết, không tất cả các bài giảng trên giảng đường này đều có bài viết. Tài liệu tham khảo thứ hai đó là sách bệnh học của Đọc Y Dược. Thứ ba đó là chúng ta phải cập nhật, thì giờ chúng ta có hướng dẫn chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, thì cứ mỗi khoảng 2-3 năm thì Bộ Y tế người ta có cập nhật cho mình. Và cái cuối cùng là chúng ta có thể lên cái trang web của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới IMED ha. IMED thì mình bấm cái đường link thầy gửi đó, thì các bạn vô nó có phác đồ một số bệnh truyền nhiễm thường gặp, thì trên đó người ta có tóm tắt cho mình là chẩn đoán dựa vào dịch tễ, dựa vào triệu chứng lâm sàng, dựa vào xét nghiệm nào để xác định bệnh, điều trị như thế nào, thì trên đó là đầy đủ. Hướng dẫn chẩn đoán này thì tôi cập nhật mỗi năm, của bệnh viện cập nhật mỗi năm, do đó cũng khá là cập nhật. Đối với tiếng Anh thì chúng ta dành để mở rộng kiến thức, và cũng là kiến thức mà để khi chúng ta có những cái tranh luận thì chúng ta sử dụng trong vấn đề mà học thuật, thì chúng ta sẽ có hai cái tài liệu. Tài liệu thứ nhất là cuốn Mandel năm 2020, và tài liệu thứ hai là cuốn Harrison năm 2018. Hiện tại thì bộ môn sử dụng hai cuốn đó là hai cái tài liệu mà tham khảo để chúng ta sử dụng bằng tiếng Anh. Còn lại tài liệu tiếng Việt thì chắc tôi nghĩ vẫn chính là bài giảng của giảng viên, bài viết và bài trình chiếu. Chúng ta học mở, do đó các bạn có thể tham khảo bất cứ tài liệu nào, và chúng ta sẽ thảo luận với thầy cô về những điều mình đọc được. Thông tin liên lạc với bộ môn thì email bộ môn thì thầy sẽ gửi. Giáo vụ bộ môn là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Hải. Nguyễn Phương Hải, xin lỗi họ thầy sửa lại, có họ họ nữa, Nguyễn Phương Hải, thì có số điện thoại của thầy Hải. Thư ký là chị Bùi Thị Cẩm Hiền, và số điện thoại của thầy cũng như là địa chỉ email. Mọi thắc mắc cũng như khiếu nại thì các bạn cứ gửi vào email của bộ môn và email của thầy, thì thầy sẽ trả lời, hoặc là cô thư ký cô sẽ chuyển đến cái người mà trực tiếp giải quyết vấn đề thắc mắc của các bạn. Rồi, cái phần đại cương này các bạn có ý, cái phần mà mở đầu này á, tức là giới thiệu về chương trình học á, các bạn có ý kiến gì không? Có ai thắc mắc gì hỏi làm rõ không trước khi mình qua bài học chính của mình? Thầy dành khoảng 15 phút để giới thiệu về chương trình nè. Sau đó chắc mình học luôn nghe, mình không mới nghỉ. Thầy sẽ dạy luôn một hơi đến bài 9:20. Xong sau đó chúng ta sẽ nghỉ 10 phút, thì 9:30 là thầy Hà Vinh sẽ dạy cho các bạn phần phần bài tư duy nhân trùng. Các bạn trong lớp có thắc mắc gì về chương trình học không? Cái file này thầy sẽ gửi cho các bạn, chắc là gửi vô trong cái group group này này, như đó có group, cái group này các bạn mới vô được mà phải không? Cái group này mình vô rồi thì thầy sẽ bỏ lên trên cái group này nghe, cái file bài giảng. Còn nếu không thì các bạn ban cái sự lớp cho thầy địa chỉ email, thì thầy sẽ gửi email trực tiếp cho ban cái sự lớp để chia sẻ lại cho các bạn. Thì mình sẽ có hai chỗ, chỗ nhất là mình gửi lên trên cái MS Team này, và vị trí thứ hai là thầy sẽ gửi cho ban cái sự lớp. Các bạn có đồng ý hết không? Mình thống nhất là 5 trên 10 là đậu nghe, chứ chúng ta không dùng 4 trên 10 như mỗi năm. Dạ thầy ơi, cho em xin hỏi chút xíu là Em hỏi đi. cái thi giữa kỳ ngày 15 tháng 10 là mình thi những bài nào vậy thầy? À, thi những bài phía trên đó, thi những bài phía trên thì đương nhiên sẽ có bài nào để thầy coi lại, coi bài nào mình mới học thì có thể là mình không thi thôi. Thì bài Covid không thi, chúng ta thi từ bài cúm trở lại, đồng ý không? 15 tháng 10 thì mình sẽ thi là đại cương bệnh truyền nhiễm, tiêu chảy, thủy đậu, rubella, sởi, nhiễm trùng huyết, HIV/AIDS, cúm. À, bài Covid thì mình sẽ không thi, tại Covid mới học. Và mới học thi cũng được, tôi nghĩ cũng dễ, tại vì bệnh truyền nhiễm là cái bệnh nào mình mới học cho đánh trắc nghiệm liền thì mình rất tốt, chứ còn mình để chừng vài tuần nữa mình đánh nó lộn thì nó giống giống nhau á. Mà thôi, chúng ta thống nhất là ta thi từ ngày 10 tháng 10 trở về trước nghe. Đó là những bài từ bài cúm trở lên. Dạ nhất trí ạ, em cảm ơn thầy ạ. À, thống nhất vậy ha. Đây là bài Covid chúng ta sẽ bỏ, để tôi sẽ báo thầy Hải biết để thầy làm, lúc thầy làm đề thi thì bỏ bài Covid ra. Rồi bạn nào có ý kiến gì thêm không?
Nam bạn nào có ý kiến gì thêm thì thầy trình qua bài học của mình. Chất lượng âm thanh rồi nghe rõ không? Có bị rè, có bị gì không? Các bạn ơi, âm thanh nghe rõ không? Dạ rõ ạ. Rõ ha. Thì giờ chắc là mình sẽ học trong cái phòng này khoảng đến khoảng 20 phút nữa. Thì thầy sẽ tạm thời sẽ chuyển qua phòng bên cạnh ha. Thì cái chất lượng đường truyền nó sẽ tốt hơn. Vì cái này mình sử dụng wifi, còn bên kia mình sử dụng dây nối chắc hy vọng là chất lượng nó tốt hơn. Vậy thôi mình vô bài luôn được rồi phải không? Đại cương thì thật ra đại cương mình truyền nhiễm thì là một cái phần mở đầu thôi, mở đầu nhưng chúng ta vẫn có thi. Thì thường thường bài đại cương có khoảng 4 câu trắc nghiệm, còn những bài tự học là có 2 câu trắc nghiệm á. Trong cái đề thi thường thường nó như vậy, đại cương 4 câu còn tự học là 2 câu. Đương nhiên có thể là nếu mà một số, nếu ta muốn 100 câu thì có thể là sẽ nhiều hơn một chút, thì 6 câu 8 câu gì đó, nhưng mà thường thì trung bình từ 4 câu trở lên. Phần đại cương là phần mở đầu, phần khái quát, bởi vì mình khi mình học bài đại cương này mình sẽ thấy những bệnh truyền nhiễm sau này mình học, thì các thầy cô sẽ cụ thể hóa những gì mình học trong bài đại cương này, bởi vì nó nằm trong cái sườn giống nhau. Câu hỏi đầu tiên là tại sao mà tới ngày nay truyền nhiễm vẫn đáng quan tâm, bởi vì thật ra câu hỏi ngày nay thì nó có vẻ lạc hậu. Câu hỏi này thì cách đây chừng 3-4 năm về trước thì người ta cảm thấy rằng là chắc là hỏi thì còn có người thắc mắc. Còn ngày nay thì chúng ta sau đợt dịch Covid, đại dịch Covid, thì chúng ta thấy rằng câu hỏi này có vẻ là thừa. Tôi còn nhớ là thật ra thì đọc y khoa học thật là một trong những trường y mà chúng ta vẫn duy trì cái thời lượng của bộ môn nhiễm là khá nhiều đó, so với những trường y của Việt Nam. Thời xưa khởi đầu là chúng ta thực tập lâm sàng là 10 tuần, xong sau đó ta rút xuống 8 tuần, rồi ngày hôm nay thì ta rút còn 6 tuần thực tập lâm sàng. Đối với tôi 6 tuần là hơi ít, tuy nhiên thì chúng ta phải chấp nhận thôi, bởi vì xã hội thật ra người ta cũng ít quan tâm truyền nhiễm. Các trường y khác thì khởi đầu cũng 10 tuần giống như mình, nhưng mà sau đó họ xuống 8 tuần, họ xuống 4 tuần. 4 tuần thì tại nhập đọc y dược và thực tập vào khoảng 4 tuần. Còn những trường y khác, có những trường y chỉ thực tập truyền nhiễm còn có 2 tuần mà thôi, bởi vì người ta đánh giá là bệnh truyền nhiễm cũng không còn quan trọng nữa. Ngay cả trong trường ta thì tôi thấy truyền nhiễm bây giờ cũng bị xuống rồi. Ngày xưa thì nội ngoại sản nhi nhiễm đó là năm cột, nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn tứ trụ thôi, nội ngoại sản nhi thôi. Nhiễm thì chúng ta vẫn nói quan trọng đó, cũng có nằm trong chương trình thi tốt nghiệp đó, nhưng mà không còn là vấn đề quan trọng nữa, tôi cảm giác là như vậy. Tuy nhiên bệnh truyền nhiễm nó vẫn hiện diện. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được bệnh truyền nhiễm khi mình phát hiện ra kháng sinh. Năm 1928 khi ông Alexander Fleming phát hiện ra khả năng diệt khuẩn của nấm Penicillium, thì người ta lúc đó thì người ta mới phát hiện, tới năm 1940 thì bắt đầu người ta tinh chế được ra thuốc penicillin và bắt đầu sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm trùng. Khi đó người ta đã ca ngợi penicillin giống như là một là thần dược, bởi vì bắt đầu có kháng sinh thì những bệnh nhiễm trùng chúng ta đã có thể có vũ khí để chống lại nó, và bệnh nhiễm trùng sẽ giảm và biến mất. Tất cả đều hy vọng như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay thầy cho thấy bệnh nhiễm trùng cũng còn đó. Việc thứ hai là mình thấy rõ ràng rằng bệnh nhiễm trùng ngay cả trong ở Việt Nam thì mình thấy nó cũng giảm dần, bởi vì bệnh thường liên quan đến đói nghèo và trình độ dân trí thấp. Do đó khi chúng ta cải thiện về kinh tế, ta nâng cao dân trí, cung cấp nước sạch, cung cấp chăm sóc sức khỏe tốt, thì người ta thấy là bệnh truyền nhiễm nó cũng giảm dần đi. Những bệnh chuyển hóa thì nó không giảm, nhưng mà bệnh truyền nhiễm thì nó giảm. Do đó người ta vẫn hy vọng rằng nếu ta cải thiện về xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cao dân trí thì bệnh truyền nhiễm sẽ giảm và biến mất. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì ta thấy rằng bệnh truyền nhiễm cũng không thể mất được. Tuy nhiên cũng không tránh, cũng không phải những cái phát minh đó cũng giúp cho chúng ta thấy rằng bệnh truyền nhiễm có suy giảm. Đầu tiên hết thì năm khoảng 1900 thì người ta thấy rằng cái tỷ suất tử vong trên 100.000 dân một năm thì là khoảng
hơn 800 trường hợp. Sau đó người ta lập cơ quan y tế công cộng để kiểm soát cho bệnh truyền nhiễm, thì bắt đầu bệnh nhiễm bắt đầu suy giảm. Và chúng ta xin lỗi nha, để thầy chuyển qua xài cái laser pointer. Để không chỉ không xài được ta. Rồi. Tức là sau đó thì người ta bắt đầu, khi người ta thêm clo vào trong nước máy thì để chúng ta phòng ngừa những bệnh tiêu chảy nhiễm trùng, thì cái bệnh truyền nhiễm cũng giảm rất nhanh. Đến 1918 vì đại dịch cúm thì chúng ta thấy rằng bệnh truyền nhiễm tăng lên trở lại, và sau tử vong bệnh truyền nhiễm tăng lên trở lại, và sau đó thì giảm dần giảm dần. Bắt đầu có vaccine cũng như là có kháng sinh điều trị thì bệnh truyền nhiễm đã giảm rất là nhanh, và chúng ta hầu như hy vọng rằng có thể kiểm soát được bệnh truyền nhiễm. Tức là vào thời điểm khoảng năm 2000 đến đây thì bệnh truyền nhiễm đã xuống dưới 50 trường hợp tử vong trên 100.000 dân mỗi năm. Mình thấy rõ ràng là giảm rất rõ, tuy nhiên nó không mất. Chúng ta thấy rất rõ là bệnh truyền nhiễm không thể mất được. Năm 1918, ta quay trở lại khi mà đại dịch cúm năm 1918, thì ta thấy cái hình ảnh là người ta đưa trong sổ sách là người dân người ta đổ xô vào nhà thuốc tây để tranh giành mua thuốc. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh này thì khi đại dịch Covid xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không hề khác. Chúng ta nhớ rằng trước khi cách ly, người ta đã xếp hàng kéo dài ở những nhà thuốc tây để mua paracetamol, để mua kháng sinh, để mua vitamin C. Thì những hình ảnh này vẫn lặp lại, và tức là ta nghĩ rằng những cái chuyện này mình không thể tưởng tượng được. Trước đó chúng ta vẫn nghĩ chỉ có trong sử sách thôi, ngày nay chúng ta không quay lại. Nhưng mà được từ năm đầu năm 2020 đến hiện tại thì những hình ảnh này quay trở lại, cũng như là những cái bệnh viện dã chiến năm 1918 ở Mỹ, khi người ta xây những bệnh viện dã chiến như vậy để điều trị dịch cúm, thì với dịch Covid-19 thì nó cũng hình ảnh này lặp lại ở tất cả các quốc gia mà khi đại dịch xảy ra. Lịch sử các đại dịch trên thế giới thì mình thấy rằng kể từ thời xa xưa thì có lẽ lớn nhất là dịch hạch. Dịch hạch thì năm phải thế kỷ thứ 14, năm 1347 đến 351 thì 200 triệu người tử vong. Sau đó đến đậu mùa thì năm 1520, và sau này thì chúng ta thấy có những cái dịch lớn nhất là dịch cúm Tây Ban Nha là năm 1918 đó. Chết khoảng 40-50 triệu người. HIVS thì thời điểm hiện tại thì tử vong khoảng 25-35 triệu người, vẫn còn đại dịch vẫn còn tiếp diễn. Và Covid thì tính đến khoảng giữa tháng 9 thì chúng ta có hơn 6,5 triệu trường hợp tử vong. Tức là thật ra thì đại dịch hiện tại thì chúng ta vẫn nằm trong giai đoạn là đại dịch, chúng ta chưa tuyên bố kết thúc đại dịch được, bởi vì mình vẫn lo lắng rằng virus nó sẽ có những cái đột biến, ra những cái biến thể mới rồi lây lan bệnh trở lại. Điều này chứng tỏ rằng bệnh truyền nhiễm luôn luôn hiện diện. Không ở trẻ em thì mình thấy nó cũng là một gánh nặng. Đến năm 2013, tức là cách đây 10 năm, và tỷ miền đại thì tôi nghĩ nó cũng không khác, thì người ta thấy 80% tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở những quốc gia mà đang phát triển là đa phần là liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Mình nhìn từ nguyên nhân thứ nhất đến nguyên nhân thứ 8, như thấy là viêm phổi, tiêu chảy, sốt rét, HIV, sởi, ho gà, viêm màng não, chắc chắn là bệnh truyền nhiễm. Còn tử vong sơ sinh chiếm gần một nửa, thì thật ra tử vong sơ sinh thì cũng một phần lớn tử vong sơ sinh là liên quan đến bệnh nhiễm trùng. Do đó thật ra thì gánh nặng và truyền nhiễm ở trẻ em vẫn là điều chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy, rõ ràng rằng bệnh truyền nhiễm luôn là một thách thức bất tận đối với con người. Chúng ta, cuộc chiến giữa con người và vi sinh vật là một cuộc chiến bất tận. Người ta sẽ rằng là do cái khả năng tiến hóa của các cái vi sinh vật gây bệnh. Do đó khi chúng ta có một cái công cụ, ta ra một loại kháng sinh có thể điều trị được vi trùng A, thì chúng ta sử dụng trong vòng khoảng 5 năm, hoặc thậm chí là sử dụng không kiểm soát thì trong vòng khoảng chừng vài tháng thì vi trùng sẽ tự đột biến và kháng lại được cái thuốc chúng ta có. Do đó người ta nói rằng do khả năng tiến hóa của vi sinh vật thì chúng ta phải luôn luôn đối phó với những bệnh truyền nhiễm mới nổi cũng như là tái nổi. Tức là chúng ta kiểm soát được rồi thì sau đó nó lại tái bùng trở lại ở dưới dạng là đề kháng với những cái công cụ, những vũ khí mà chúng ta đang có. Có người ta, mình nghe người ta nói là bệnh mới nhiễm, bệnh truyền nhiễm mới nổi, hoặc là bệnh tái nổi, hoặc là tôi nghe bệnh lưu hành địa phương.
lưu hành địa phương thì chúng ta nên biết một số thuật ngữ này để sử dụng cho đúng ha, sử dụng cho đúng. Vừa rồi thì ta nhớ là Bộ Y tế dùng chữ là bệnh đặc hữu, bệnh đặc hữu thì nó không có đúng. Đặc hữu tức là endemic disease á, Bộ Y tế nói cái chữ endemic disease thì rất nhiều chuyên gia về dịch tễ học thì người ta không có đồng ý dùng chữ bệnh đặc hữu, bởi vì nghe nó không có phù hợp. Đúng là thì gọi là bệnh lưu hành địa phương. Bệnh lưu hành địa phương đó là một cái bệnh mà người ta thấy rằng nó xuất hiện ở một cái vùng địa lý và nó có quanh năm, nó lặp đi lặp lại theo đúng chu kỳ của nó và nó ổn định. Chẳng hạn như là chúng ta thấy ở thành phố Hồ Chí Minh bệnh sốt xuất huyết, sốt xuất đen năm nay chúng ta cũng có mười mấy ngàn, 20 ngàn, 50-70 ngàn trường hợp tùy theo dịch, thì rõ ràng rằng bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành địa phương. Chúng ta qua Mỹ thì đâu có bệnh sốt xuất huyết, bệnh đó chỉ có xuất hiện ở các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á là chủ yếu. Hoặc là còn nên mình nhớ là bệnh endemic disease, tức là ta dịch gọi là bệnh lưu hành địa phương. Bệnh mới nổi là bệnh mà lần đầu tiên người ta được ghi nhận ở người lần đầu tiên, chẳng hạn như là HIV/AIDS năm 1982, hoặc là dịch sạc năm 2002, hay gần đây nhất là bệnh COVID-19. Bệnh COVID-19 thì năm cuối khoảng tháng 12 năm 2019 thì mới xuất hiện. Trước đó thì nó cái virus này nó thể đã có rồi, nó lưu hành ở động vật, nhưng mà lần đầu tiên mà ghi nhận ở người thì người ta sẽ xếp đây là bệnh mới nổi. Bệnh tái nổi là gì? Là bệnh tái nổi là những bệnh mà trong lịch sử nó đã là bệnh truyền nhiễm ở con người rồi, bệnh nhiễm trùng ở con người rồi, nhưng mà bây giờ nó tái xuất hiện trở lại ở một vị trí mới. Chẳng hạn như là West Nile. West Nile thường thường là nó ở các quốc gia Đông Nam Á, sau đó Úc chẳng hạn, sau đó tự nhiên xuất hiện ở bên Mỹ, hoặc là nó xuất hiện dưới dạng là đề kháng. Hồi tôi có nói rồi, chẳng hạn như chúng ta có một vũ khí ta điều trị, ta kiểm soát được một loại bệnh đó, thì sau đó vi sinh vật nó sẽ đề kháng, đột biến nó đề kháng và nó xuất hiện trở lại dưới dạng kháng thuốc, thì ta cũng là bệnh mới nổi, tái nổi gọi là bệnh tái nổi. Hoặc là bệnh đã tưởng chúng ta đã công bố là đã thanh toán rồi, nhưng mà sau đó mình thấy xuất hiện trở lại, chẳng hạn như bệnh bại liệt, bệnh dịch tả, những bệnh mà chúng ta tuyên bố đã thanh toán rồi thì nó lại thấy nó xuất hiện trở lại. Do đó mình nhớ bệnh mới nổi là bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở con người, nó có thể có động vật đó, nhưng mà lần đầu tiên ghi nhận ở người thì người ta gọi là bệnh mới nổi. Bệnh tái nổi là những bệnh trong lịch sử đã ghi nhận đã xảy ra ở người rồi, chúng ta đã kiểm soát được, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện ở một cái vị trí mới, tức là ở một vùng địa lý mới, hoặc là xuất hiện ở dưới dạng là kháng thuốc, hoặc là chúng ta đã kiểm soát được thì nó lại tái xuất hiện trở lại, thì gọi là bệnh tái nổi. Mình nhớ những thuật ngữ này để khi mình nói, mình phát ngôn nó chính xác. Chính xác. Thì trong thời điểm hiện tại, trong tỷ nguyên hiện tại thì chúng ta thấy bệnh truyền nhiễm thì người ta thấy nó có ba thách thức lớn. Có ba thách thức lớn đối với bệnh, đối với con người. Vì ba thách thức đó mà chúng ta phải học bệnh truyền nhiễm. Thách thức đầu tiên đó là bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Hồi nãy giờ chúng ta đã học định nghĩa về các thuật ngữ thế nào là mới nổi và tái nổi. Tại sao nó là bệnh thách thức đầu tiên? Từ năm 2004 thì trong tạp chí Nature thì giáo sư Fauci ông đã viết một cái bài về những thách thức đối với bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Thì ta thấy rằng vào thời điểm đó có rất nhiều bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Ngay chẳng hạn như ở Đông Nam Á của mình, vào thời điểm đó thì mình có cúm gia cầm H5N1, dịch sạc, hoặc là tụ cầu kháng băng cô. Và chúng ta thấy rằng thời điểm đó thì ở bên Mỹ xuất hiện là bệnh đậu mùa khỉ, đậu mùa khỉ năm 2003, trong khi đó châu Phi thì đã có lâu rồi, châu Phi thì bệnh đậu mùa khỉ đã có lâu rồi, và ngày nay thì ta lại thấy tái xuất hiện lại tại các quốc gia trên thế giới. Lý do tại sao ta có những bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi thì người ta thấy rằng nhìn cái hình biểu đồ này thì đó là những bệnh mà truyền nhiễm của mình, thì những bệnh nhiễm trùng của mình thì cái cột màu đen á là không liên quan đến động vật, còn cái phần còn lại là liên quan đến động vật, có thể động vật hoang dại hoặc động vật gia cầm mình nuôi trong nhà. Thì thế là hơn một nửa những bệnh truyền nhiễm hiện tại là có nguồn gốc từ động vật. Càng ngày thì chúng ta càng do con người thì số lượng người nó càng ngày càng đông, thì chúng ta sẽ phá rừng, chúng ta sẽ sống gần với lại động vật hoang dã hơn. Thì có những cái bệnh mà nó chỉ lây truyền ở động vật hoang dã thôi, do vấn đề điều kiện tiếp xúc con người càng ngày càng gần hơn thì nó sẽ lây qua con người và ta xuất hiện những bệnh mới nổi. Cụ
cũng như do biến đổi khí hậu. Một số cái tác nhân gây bệnh nó chỉ xuất hiện ở vùng nhiệt đới thôi, nhưng bây giờ ở vùng cận nhiệt đới hoặc là ngay cả vùng ôn đới nó xuất hiện bởi vì lý do là thay đổi toàn cầu nóng lên, thì bệnh truyền nhiễm nó cũng thay đổi cái vị trí gây bệnh. Đây là cái hình này để giải thích chúng ta về nguồn gốc. Thật ra thì mình nhìn cái hình này mình nhớ mấy chuyện. Bệnh truyền nhiễm thì nó có nhiều giai đoạn tiến hóa. Đầu tiên hết, giai đoạn 1 là tác nhân gây bệnh này nó chỉ gây bệnh ở động vật mà thôi. Giai đoạn 2 thì là tác nhân gây bệnh này ở động vật, nhưng mà nó có lây con người, nhưng mà chỉ từ động vật lây con người thôi, chứ không có người lây người. Qua giai đoạn 3 thì bệnh truyền nhiễm là từ động vật lây qua người, nhưng mà thỉnh thoảng người ta thấy rằng có những cái lây truyền giữa người với người, nhưng mà nó ít thôi, giới hạn thôi, do đó chỉ gây những vụ dịch nhỏ mà thôi. Sau đó đến giai đoạn 4 là bệnh truyền nhiễm này cũng từ động vật lây qua người, nhưng mà sau đó vi sinh vật nó tiến hóa, nó có thể lây truyền dễ dàng giữa người với người và nó gây những vụ dịch lớn kéo dài ở người. Và giai đoạn 5 là bệnh truyền nhiễm này nó gốc nó từ động vật, nhưng mà vì nó tiến hóa sau đó nó sẽ thành một tác nhân gây bệnh chỉ lây giữa người với người mà thôi, dễ dàng hơn là từ động vật lây qua người nữa. Do đó người ta thấy bệnh này chỉ xuất hiện ở người mà thôi. Thì mình sẽ về ví dụ nhất là bệnh dại. Bệnh dại là bệnh virus dại nó gây bệnh ở động vật có máu nóng, chủ yếu là ở động vật. Và tình cờ khi mà động vật mang virus dại mà nó có cắn phải con người thì nó sẽ truyền virus dại cho người. Do đó bệnh dại là qua giai đoạn 2 đó, tức là virus dại nó chỉ gây bệnh từ động vật lây qua người mà thôi. Chúng ta chưa ghi nhận bệnh dại lây giữa người với người ha. Chúng ta không biết người cắn người có lây được hay không, nhưng mà hiện tại chúng ta chưa ghi nhận được chuyện đó. Ebola là một cái loại virus mà nó có ở dơi và nó lây qua cho các loại khỉ linh trưởng, và từ đó thì nó lây qua trong người, xảy ra chủ yếu ở châu Phi. Nhưng mà lâu lâu ta thấy có những vụ dịch nhỏ Ebola nó xuất hiện ở các quốc gia Tây Phi, thì lý do nó lây được giữa người với người. Thì virus Ebola đã qua đến giai đoạn 3. Sốt xuất huyết đen là có một bệnh từ động vật ha, từ khỉ, từ linh trưởng, nhưng mà nó lây qua người, xong sau đó nó lây dễ dàng giữa người với người qua trung gian mũi Aedes aegypti. Do đó hiện tại thì sốt xuất huyết đen nó gây những cái vụ dịch kéo dài ở trên người, như chúng thấy ở Việt Nam chúng ta là vùng lưu hành của sốt xuất huyết đen. Hay là HIV, đó là một loại virus mà khi nó đã tiến hóa đến giai đoạn là người ta tìm được tổ tiên của nó là từ từ vượng, từ linh trưởng. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ thấy là virus HIV lây truyền giữa người với người mà thôi, mà ông tổ của nó là từ linh trưởng, từ vượng. Do đó rõ ràng là con virus HIV đã tiến hóa đến giai đoạn 5 là ta chỉ thấy bệnh ở người với người mà thôi. Do đó hầu hết nguồn gốc những bệnh, hơn một nửa những bệnh truyền nhiễm ở con người ngày nay là có nguồn gốc từ động vật và do sự tiến hóa của virus. Có thể giai đoạn trước nó chỉ ở giai đoạn từ động vật thỉnh thoảng lây qua người thôi. Đầu tiên hết chỉ ở động vật thôi, sau đó nó xuất hiện động vật lây qua người, và sau đó nó sẽ lây ít và về lại nhiều hơn. Chút xíu chúng ta nói về đậu mùa khỉ thì mình thấy rất là rõ ràng. Đậu mùa khỉ thì người ta thấy phát hiện ra virus từ năm 1958, cái ca đầu tiên lây qua người thì khoảng năm 70, và từ đó tới giờ là 40 mấy năm, thì người ta thấy rằng đa phần nó chỉ nằm ở giai đoạn 3 mà thôi, thỉnh thoảng. Nhưng mà hiện tại thì ta thấy hình như nó muốn qua tới giai đoạn 4 rồi, vì nó lây truyền giữa người đến người rất là nhiều nha. Thì có thể là nó qua tới giai đoạn 4 do tiến hóa của virus. Đây là virus corona. Chúng ta có 7 loại virus corona. Nó là một loại virus nó có xuất hiện ở ở các động vật, như là ở chuột, ở dơi nha. Và nó sẽ lây qua cái chủ trung gian. Trung gian tùy theo loại, chẳng hạn như SARS-CoV năm 2002 thì ta nghĩ từ dơi lây qua con gầy hương, và con gầy hương nó sẽ lây qua người. Còn hiện tại thì mình có SARS-CoV-2 thì người ta cũng đang điều tra con nguồn gốc nó từ đâu. Thì người ta dựa vào cấu trúc di truyền của SARS-CoV-2 thì ta thấy rằng cấu trúc của nó gần giống với lại các dơi cũng như là con TT ở cái vùng Quảng Đông, và ta nghĩ rằng nó là từ dơi nó lây qua con TT. Và từ con TT này, do ở Trung Quốc thì người ta có thói quen là ăn thịt động vật hoang dã ha, ta làm thuốc rồi vân vân, ta nhậu vân, thì người ta sẽ bị nhiễm bệnh từ con TT này. Nhưng mà thật ra thì cũng rất là nhiều nhà khoa học trên thế giới họ đặt giả thuyết rằng
không phải từ đây là bệnh từ động vật lây qua người hay là đây là một loại virus trong phòng thí nghiệm rò rỉ ra ở viện nghiên cứu virus Vũ Hán. Tuy nhiên tới ngày nay thì chúng ta vẫn không tìm được bằng chứng để quy kết cho viện nghiên cứu này, do đó hiện tại các nhà học cũng thống nhất rằng có lẽ là nó từ tự nhiên lây qua người thôi, chứ nó không phải có nguồn gốc từ trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không đủ bằng chứng để kết luận chuyện đó. Hình này cho thấy bệnh đậu mùa khỉ cũng là một bệnh truyền nhiễm đang nổi lên tại hiện đại. Ngày 23 tháng 7 năm 2022 thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng bệnh đợt bùng phát đậu mùa khỉ này là một khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Một khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, bởi vì ta thấy rằng trưa nay cái bệnh này nó chỉ xảy ra chủ yếu ở quốc gia châu Phi thôi, nhưng bây giờ nó lan tràn ra khắp thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới phải công bố đề một khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Rõ ràng trước đó chúng ta coi từ năm 70 thì đa phần là bệnh đậu mùa khỉ chỉ xuất hiện ở những quốc gia châu Phi và chủ yếu ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Mình thấy đa phần những bệnh sẽ xuất hiện còn như thế là mình thấy nó có khuynh hướng tăng dần. Hay theo thời gian thì số ca tăng dần, có thể là do giám sát tốt, cũng có thể do virus nó biến đổi, nó dễ dàng lây hơn từ động vật qua người và giữa người với người thì tăng dần. Rồi còn trong cái giai đoạn mà trước năm 2002 thì hầu như bệnh đậu mùa khỉ chỉ có ở quốc gia châu Phi. Cũng có những ca rải rác ở những vùng không phải vùng lưu hành bệnh như là ở Mỹ, ở Anh, ở Singapore. Thì những ca này thường thường liên quan đến người họ có đi qua châu Phi làm việc, du lịch và họ bị nhiễm bệnh châu Phi mang về. Hoặc là ở Mỹ năm 2003 có một vụ dịch đậu mùa khỉ thì người ta thấy rằng là do những cái động vật mà gặm nhấm động vật nó được di chuyển từ châu Phi qua Mỹ và nó đã lan truyền mầm bệnh ở bên Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 thì người ta thấy gần 50.000 trường hợp đậu mùa khỉ công bố trên toàn thế giới. Tức là mình thấy trong thời gian ngắn 3 tháng mà gần 50.000 trường hợp. Trong khi trước đó, bốn mấy năm thì cũng chỉ khoảng, nếu chúng ta coi là bốn mấy năm trước đó thì cũng chỉ khoảng khoảng chưa tới 40.000 trường hợp. Nhưng mà trong vòng khoảng 2-3 tháng gần đây thì bệnh đậu mùa khỉ nó gia tăng khắp thế giới. Mình thấy rằng ở Mỹ là nơi công bố nhiều nhất ha. Rồi kế đó là các quốc gia ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, quốc gia châu Âu ha, và tất cả quốc gia, hầu như tất cả các châu lục đều xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ. Nên người ta thấy rằng hình như là nó có biến đổi, và có thể lây lan dễ dàng giữa người với người. Người thấy rõ ràng nó khác, bởi vì nếu trước đó ở vùng lưu hành bệnh ở bên châu Phi thì đa phần là từ bệnh đậu mùa khỉ là nó sẽ lây lan giữa những cái động vật như là sóc, như là con động vật gặm nhấm và khỉ, lây truyền giữa nhà và thỉnh thoảng mới lây truyền qua người. Tức là mình nói là giai đoạn 3, còn người và người rất là hiếm gặp. Sau đó nếu mà nó có lây qua những vùng không có lưu hành bệnh thì đa phần là do anh đi du lịch, rồi anh đi qua vùng này, anh bị nhiễm bệnh và anh mang về mà thôi. Nhưng mà gần đây thì người ta nó bùng phát lên thì đậu mùa khỉ ở nhiều ở những quốc gia không có lưu hành bệnh, nên người ta điều tra dịch tễ trở lại thì thật ra người ta đang điều tra dịch tễ thì đa phần thấy khoảng 2/3 những trường hợp mắc bệnh là liên quan đến quan hệ tình dục, do đó nó biến đổi cách thức lây truyền giữa người với người, do đó lây lan qua đường tình dục tiếp xúc gần. Thật ra trước đó là thấy rằng nó có thể lây lan qua giọt bắn ở đường hô hấp, lây lan qua những vết thương trên da, hoặc là cái bóng nước này mình nó nhiễm virus, nó dính lên trên các cái vật dụng bề mặt chúng ta ngồi, nó dính lên trên da ta tổn thương ta cũng có thể nhiễm, hoặc ta mặc quần áo chung ta cũng có thể nhiễm, ngủ chung giường ta cũng có thể bị nhiễm. Nhưng mà gần đây thì cái hiện tượng thấy rằng lây lan qua đường tình dục là một vấn đề lớn, thấy khoảng 70% những trường hợp đậu mùa khỉ trong giai đoạn năm 2022 là liên quan đến đường tình dục và thường lây ở giới đồng tính nam lây qua nam ha, MSM. Tại sao những bệnh truyền nhiễm chúng ta gặp như vậy mà rất khó kiểm soát? Dịch bệnh thường lây lan nhanh và khó kiểm soát. Bệnh truyền nhiễm mới nổi là những bệnh mà chúng ta chưa biết hết về bệnh đó, chưa hiểu hết về nó. Chẳng như mình nhớ là SARS-CoV-2 hay là COVID-19 thì khi nó xảy ra nó gây một như khủng hoảng xã hội, chúng ta rất lo sợ. Lúc ta chưa hiểu được bệnh thì chúng ta rất lo sợ, không biết nó sẽ gây những biến chứng gì, nó sẽ gây những tổn hại ra sao và nó lây lan như thế nào, thì nó sẽ đưa đến những khủng hoảng về xã hội.
người ta rất lo âu ha, mình thấy rất nhiều người nhiễm bệnh thôi có thể chết vì sợ hãi chứ chưa chắc là chết vì bệnh, bởi vì người ta cảm thấy rằng là người ta chắc sắp chết, người ta bị vấn đề về tâm lý, về trầm cảm, có những người người ta nhảy lầu, người ta tự tử, vân vân. Do đó ta thấy rằng những dịch bệnh mới nổi và tái nổi là những đây gây những khủng hoảng lớn trong xã hội. Nhưng mà kiểm soát có dễ hay không thì người ta thấy rằng rất khó kiểm soát và ngăn chặn. Lý do tại sao? Chúng ta nhìn thấy cái đường hình ảnh trên đây là đây là mạng đường bay trên thế giới ngày nay. Ngày xưa năm 1918 khi mà dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra thì người ta thấy mất nhiều tháng nếu mà đi được từ châu lục này qua châu lục khác. Nhưng ngày nay một bệnh truyền nhiễm ở Mỹ xuất hiện thì chỉ trong vòng khoảng nửa ngày sau, 12 đến 18 tiếng sau nó đã xuất hiện ở Việt Nam được, bởi vì người ta có thể đi trên đường máy bay, người ta di chuyển. Ngày nay chúng ta có thể di chuyển rất dễ dàng giữa châu lục này đến châu lục khác trong vòng mười mấy giờ. Cho đó bệnh truyền nhiễm ngày nay nó không phải của riêng một quốc gia nào. Chúng thấy rõ ràng là chỉ cần một quốc gia có bệnh là nó có thể lây lan tất cả quốc gia khác, vì chúng ta phương tiện đi lại nó dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều. Tại sao khó kiểm soát? Người ta thấy rằng những bệnh truyền nhiễm, hình tam giác này mình thấy rằng biểu hiện bệnh ha, nặng là tử vong, kế đó là tử vong là cao nhất, kế đó là bệnh nặng và cuối cùng là bệnh nhẹ hoặc là không triệu chứng. Thì mình thấy rằng là khả năng mà chúng ta kiểm soát bệnh truyền nhiễm nó sẽ tỷ lệ nghịch với mức độ nặng của bệnh, tức là bệnh nặng, bệnh tử vong nhiều thì chúng ta dễ kiểm soát hơn là bệnh nhẹ và không triệu chứng. Bởi vì khi bệnh nhân tử vong, bệnh nặng mà ta buộc phải nhập viện thì chúng ta có thể cô lập họ được, ta có thể cách ly họ được dễ dàng. Nhưng nếu mà bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ, bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta không biết đâu mà chúng ta có thể can thiệp được và bệnh nó sẽ lây lan âm thầm trong cộng đồng. Mình thấy rõ ràng đối với Covid-19 thì mình thấy hiện tượng này rất rõ ha. Cái tỷ lệ mà bệnh nặng và tử vong thì chỉ khoảng 3% thôi, 5%, 7% thôi, trở xuống thôi, và tử vong khoảng 1% thôi, còn phần còn lại là bệnh nhẹ hoặc là không triệu chứng. Vì lý do đó bệnh nhân sẽ không đến khám cơ sở y tế, bệnh sẽ lây lan cho những người tiếp xúc, mình không biết là họ có thể truyền bệnh được. Đối với Covid-19 thì mình thấy chuyện gì, 45% người ta đã lây bệnh trước khi có triệu chứng, tức là khi anh nhiễm bệnh mình chưa có triệu chứng mình đã lây rồi. Do đó hầu như chúng ta không cản được, vì không biết ai là người mang mầm bệnh, ai người không mang mầm bệnh. Và khi có triệu chứng thì khoảng 40% để lây, ngoài ra còn lây không triệu chứng hoặc lây do những cái giọt bắn nó dính trên cái môi trường xung quanh. Khi chúng ta tiếp xúc ta bị nhiễm bệnh thì số đó ít thôi, và thấy rằng ta rất khó lòng mà kiểm soát được bệnh truyền nhiễm mới nổi. Nỗi thách thức thứ hai chúng ta quan tâm đó là kháng thuốc. Ngày nay chúng ta thấy rằng vấn đề kháng thuốc là cũng là một thách thức mà chúng ta lo sợ thường trực. Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi thì chu kỳ vài năm mới có một bệnh, và đương nhiên nó sẽ gây mức độ khủng hoảng lớn trong xã hội. Nhưng mà đối với kháng thuốc thì ngày nào chúng ta cũng gặp. Chúng ta đi vào môi trường bệnh viện thì cho thấy rằng bất cứ khoa hồi sức nào thì cũng có hiện diện vi khuẩn kháng thuốc. Những thuốc kháng sinh thông thường chúng ta sử dụng thì ngày nay hầu như đã bị kháng. Năm 2011 vào ngày sức khỏe thế giới thì tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố rằng cuộc chiến đấu với thuốc kháng thuốc, nếu chúng ta không hành động hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ không còn thuốc chữa nữa. Và đương nhiên đến ngày hôm nay năm 2022 là sau hơn 10 năm thì chúng ta đúng là chúng ta không còn thuốc điều trị bệnh rồi, vì vi khuẩn hiện tại đã kháng hầu hết những kháng sinh thông dụng chúng ta đang sử dụng. Lý do là tôi thấy là có một khoảng trống về 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 tìm ra phát minh kháng sinh. Hàng từ năm 1910 trên năm 1987 chẳng hạn thì người ta thấy là tất cả các nhóm kháng sinh lớn đều được tìm ra, cũng như là khám phá, cũng như là được người ta tổng hợp được trong cái giai đoạn mà thập niên 80. Từ thập niên 90 tới đây thì hầu như là rất ít những nhóm kháng sinh mới được tìm ra, trong khi vi sinh vật thì luôn luôn tiến hóa, vi sinh vật vẫn tiến hóa hàng ngày. Do đó chúng ta thấy là những kháng sinh ta sử dụng mấy chục năm như thế này thì nó sẽ bị đề kháng. Đó là lý do ngày nay chúng ta không còn thuốc điều trị nữa. Chúng ta đã sử dụng quá nhiều kháng sinh một cách thiếu kiểm soát, do đó chúng ta sẽ xuất hiện những vi khuẩn kháng thuốc và chúng ta không còn thuốc điều trị. Cái hình ảnh này minh họa thấy rằng chúng ta đã sử dụng quá nhiều kháng sinh thiếu kiểm soát. Lý do tại sao xuất hiện kháng thuốc? Đây là quần thể vi khuẩn ở trong ruột của bệnh nhân. Tuy nhiên trong ruột bệnh nhân sẽ cũng sẽ có con vi khuẩn nhảy thuốc kháng sinh và con vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Thì những con kháng thuốc là màu đỏ, còn nhảy thuốc là màu xanh. Khi chúng ta sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm trùng thì trong ruột chúng ta những con vi khuẩn nhảy thuốc nó sẽ bị kháng sinh tiêu diệt, và có những con vi khuẩn kháng thuốc thì nó
còn đó nó không tiêu diệt được. Và vi khuẩn kháng thuốc này nó được sống, nó không còn cạnh tranh sinh tồn nữa. Trước đó những con vi khuẩn mà nhảy thuốc này nó sẽ cạnh tranh về về dinh dưỡng, cạnh tranh về môi trường sống, làm những con vi khuẩn kháng thuốc nó không phát triển được. Nhưng bây giờ chúng ta xài kháng sinh thì những vi khuẩn nhảy thuốc chết đi, thì vi khuẩn kháng thuốc nó sẽ sinh sôi nảy nở ào ạt và nó sẽ tràn ngập trong người bệnh nhân. Khi đó mình thấy những bệnh nhân đã tiếp xúc với kháng sinh, sau chừng một thời gian xài kháng sinh chừng tuần lễ nửa tháng thì ta phết trực tràng của họ, ta lấy phân ra ta cấy thì thấy vi khuẩn kháng thuốc tràn ngập trong phần của họ. Và thậm chí những con vi khuẩn kháng thuốc này nó có thể truyền cái gen kháng thuốc cho những con vi khuẩn khác mà không liên quan đến nó, không phải con cháu của nó. Chẳng hạn mình có con E. coli mang cái gen beta-lactam phổ rộng, tức là nó tiết được beta-lactam phổ rộng, thì cái gen đó trên plasmid nó có thể truyền cái gen đó cho con lỵ trực trùng Shigella. Và con lỵ trực trùng này vì ở cạnh con E. coli ở trong ruột của mình, nó sẽ nhận cái gen kháng thuốc này mà nó trở nên đề kháng với kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ ba, tức là nó có thể truyền ngang chứ không phải truyền dọc cho con cháu nó. Đó là vấn đề tại sao thái lên tượng kháng thuốc ngày nay nó lan tràn để chúng ta sử dụng kháng sinh thiếu kiểm soát. Kháng thuốc từ đâu ra mà có? Thì chúng ta nhìn rõ ràng ông bệnh nhân A này khi ông mắc bệnh, ông nhập viện thì đương nhiên ông được sử dụng kháng sinh. Khi sử dụng kháng sinh thì tự động trong ruột ông xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc. Vi khuẩn kháng thuốc này nó sẽ lây các trang thiết bị y tế trong bệnh viện, nó dính trên cái thiết bị y tế, hay trên giường bệnh nhân, trên cửa sổ, trên máy thở, trên các dụng cụ y khoa. Và nhân viên y tế khi thăm khám bệnh nhân mà không có rửa tay thì chúng ta sẽ mang những vi khuẩn kháng thuốc trên người bệnh nhân này và chúng ta lây lan qua bệnh nhân khác. Và thậm chí chúng ta về nhà, chúng mang vi khuẩn về lây lan ở trong nhà. Những bạn bè đồng nghiệp đến thăm ông này thì ông cũng lây vi khuẩn cho những người này, những người này mang ra cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện nó có thể lan truyền ra cộng đồng. Ngược lại, chúng ta sử dụng kháng sinh cũng rất là phổ biến trong chăn nuôi. Chúng ta thấy đấy là trong cám, cám gà, cám nuôi heo luôn luôn phải có kháng sinh. Bởi vì nông dân chúng ta thấy không bỏ kháng sinh vô thì gà, thì heo, trâu, bò dễ mắc bệnh. Do đó hầu như là trong thực phẩm cám chăn nuôi chúng ta hiện tại đều có kháng sinh. Và cũng tương tự như con người thôi, khi ta cho những gia cầm, gia súc này ăn cám có kháng sinh thì tự động trong ruột nó cũng sẽ đột biến ra cái dòng vi khuẩn kháng thuốc. Và dòng vi khuẩn kháng thuốc này nó sẽ thâm nhiễm vào trong môi trường và từ đó nó lây trở lại con người. Con người. Cái đó chúng ta đưa đến vấn đề là chúng ta sẽ bị vi khuẩn kháng thuốc sẽ lan tràn. Nguồn gốc vi khuẩn thuốc không phải trong bệnh viện mà ngay cả từ trong cộng đồng, từ nơi chúng ta chăn nuôi mà ta sử dụng kháng sinh trong trong thực phẩm cho gia súc mà không được kiểm soát. Mối quan tâm thứ ba đó là thách thức thứ ba đó là những bệnh truyền nhiễm ít được quan tâm. Nếu mình ít quan tâm thì thật ra thì những bệnh này những quốc gia phát triển họ không có, do đó họ ít đầu tư nguồn lực để can thiệp. Mình thấy rõ ràng cái đại dịch Covid khi nó xảy ra, Covid-19 khi nó xảy ra thì những quốc gia phát triển cũng bị đầu tiên luôn. Nhưng mình thấy rằng những người ta đổ tiền của vào nghiên cứu vaccine, nghiên cứu thuốc kháng virus trong vòng khoảng 2 năm ta có rất nhiều công cụ. Nhưng mà đối với những bệnh truyền nhiễm mà chỉ xảy ra bên châu Phi, chẳng hạn như là đậu mùa khỉ chẳng hạn, mấy chục năm thì chúng ta thấy là những thông tin về nó rất là ít ỏi, tức là đây xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm bị lãng quên. Lãng quên nó chỉ coi như nước đang phát triển mà thôi, do đó nó sẽ không được đầu tư tiền của nhiều, không được đầu tư khoa học để nghiên cứu tìm ra thuốc cũng như phương tiện vaccine phòng ngừa. Đó những bệnh thì Tổ chức Thế giới mô tả chúng ta là có 17 bệnh truyền nhiễm bị lãng quên, thì tôi có kể một số bệnh có gặp ở Việt Nam, nhất là sốt xuất huyết, thứ hai là bệnh giun sáng lây truyền qua thực phẩm, bệnh phong, bệnh giun chỉ, bệnh dại, giun sáng lây truyền qua đất hoặc là sáng dại, sáng dây á, hoặc là bệnh mắt hột, là những bệnh mà chúng ta có hiện diện tại Việt Nam, là những bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Tóm lại thì các thách thức trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta có ba thách thức lớn. Thách thức đầu tiên là bệnh mới nổi hoặc là tái nổi. Phần lớn những bệnh này là có nguồn gốc từ động vật và nó có tiềm năng gây dịch, thậm chí đại dịch. Cái bài học tôi thấy trước mắt chúng ta là COVID-19. COVID-19 là bệnh COVID-19 thì chúng ta thấy rằng nó đã gây, khi có một vi sinh vật mới mà có thể lây truyền được dễ dàng ở con người thì nó gây ra một đại dịch như thế nào. Thứ hai là chúng ta có đề kháng
tình trạng kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh, tại vì trực trong mâm kháng thuốc, hoặc là cầu khuẩn đường ruột, hoặc là tụ cầu kháng vancomycin trong môi trường bệnh viện. Đây là vấn đề lớn hiện tại ở tất cả các bệnh viện ở Việt Nam, từ bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương đến bệnh viện tuyến huyện, chúng ta đều phải đối phó với các vi khuẩn kháng thuốc. Tình hình kháng thuốc của sốt rét cũng như lao đa kháng, HIV đa kháng thì cũng là vấn đề lớn để chúng ta cần phải quan tâm. Và vấn đề thứ ba là một số bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Lãng quên vì người ta không có đầu tư nguồn lực trong vấn đề kiểm soát bệnh cũng như nghiên cứu điều trị bệnh, thì nó sẽ bùng lên và nó lây lan qua những quốc gia phát triển thôi. Mình thấy như bệnh đậu mùa khỉ rõ ràng, trước đó chỉ ở châu Phi thôi, chúng ta không có quan tâm nhiều đến nó, nhưng mà đùng một phát từ hồi tháng 5 tới bây giờ thì nó lan tràn khắp thế giới, thì nó xếp vào nhóm bệnh đã bị lãng quên. Đó là có ba lý do này mà chúng ta thấy rằng bệnh truyền nhiễm cũng như hai bệnh nhiễm trùng vẫn còn rất là quan trọng, và chúng ta cần phải học để có kiến thức để chúng ta có thể giúp chúng ta có thể là kiểm soát, ngăn chặn được dịch bệnh. Đây là phần mở đầu, chưa vô bài học đâu. Bài học chúng ta thì có 6 mục tiêu. Các bạn, phần mở đầu này các bạn có thắc mắc gì không, hay là tôi sẽ nói luôn vô bài học? Hồi nãy giờ tôi chỉ mở đầu thôi đó, mở đầu trả lời câu hỏi là lý do tại sao mà chúng ta vẫn học bệnh truyền nhiễm. Đồng ý rằng ngày nay thì cái câu hỏi đó nó không có còn phải là bạn đợi thêm một chút đi. Xin lỗi các bạn, nghe rõ chưa ha? Dạ rồi. Dạ rõ. Hôm nãy dạ rồi. Thầy mới rất mạng hay là rất bạn lâu rồi? Dạ mới rồi thầy. Mới thôi ha. Vậy thì mình học tiếp được mà phải không? Dạ được. Bây giờ. Bây giờ thầy chuyển qua máy tính khác rồi ha. Thầy chuyển máy tính này có gắn dây thì ít rất mạng hơn là mình sử dụng cái máy tính hồi nãy. Thầy share trở lại bài giảng. Rồi. Cái phần đầu tiên là phần mở bài á, thì các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn nào muốn hỏi gì thêm không? Thật ra hôm nay cái bài đại cương thì chúng ta học thoải mái thôi. Thầy đã xin thêm một tiết dành cho bài đại cương rồi thì mình cũng không phải quá lo lắng. Chúng ta còn một tiếng nữa, một giờ nữa là không phải quá lo lắng đâu. Mình tranh thủ nói chuyện khoảng 5-10 phút nếu như giải lao vậy đó, giữa tiết học. Thế các bạn có thắc mắc chỉ về những gì thầy trình bày hồi nãy giờ về ba cái thách thức lớn hiện tại trong bệnh truyền nhiễm không? Thầy bắt cứ hỏi, mình dành khoảng 5 phút trao đổi với nhau trước đi, trước khi chúng ta chuyển qua bài học chính. Bài học chính thì ta có 6 mục tiêu, chúng ta sẽ giải quyết trong vòng khoảng 50 phút. Có ai thắc mắc gì thì hỏi nha, chúng ta dành 5 phút ha, 5 phút đi. Thì đợi đến 8:25 thì chúng ta sẽ tiếp tục qua phần gần kế. Bạn có thể giải lao một chút mà trong vòng 5 phút này, thì bạn nào có thắc mắc thì cứ hỏi thầy.
chúng ta còn gặp nhau ở bệnh viện ha. Bệnh viện thì chúng ta sẽ học trên thực tế. Lý thuyết cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọc lý thuyết không thì chúng ta không thể thành bác sĩ được. Chúng ta muốn thành bác sĩ thì chúng ta phải có thực hành. Do đó cái giờ mà chúng ta thực hành ở bệnh viện là cực kỳ quan trọng. Giờ lý thuyết chúng ta có thể vắng bộ môn không điểm danh, nhưng mà giờ thực hành chúng ta vắng 10% số buổi thực hành thì chúng ta sẽ bị cấm thi. Bởi vì thực hành là rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta hình thành được cái kỹ năng, cách tiếp cận, cách chẩn đoán, cách lý luận. Do đó nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta không thành bác sĩ được. Cho nên các bạn nhớ là cái giờ thực hành là mình không được vắng. Chúng ta có được 6 tuần, mỗi tuần 5 buổi, 6 lần 5 là mấy? Là 30 buổi phải không? Vắng 10% được vắng 3 buổi ha. Được vắng 3 buổi. Chúng ta được vắng 3 buổi thôi. Quá 3 buổi, buổi thứ tư trở đi là bị cấm thi. Đó mình nhớ là đừng có vắng nhiều. Nếu các bạn không hỏi thì chắc mình qua phần thứ hai. Phần thứ hai là thầy sẽ nói về dịch tễ học cũng như một số vấn đề về tam giác dịch tễ. Thế đầu tiên là sẽ định nghĩa được thế nào là nhiễm trùng, thế nào là bệnh truyền nhiễm. Hồi nãy mình nghe thầy nói sao lẫn lộn lúc nói nhiễm trùng, lúc nói bệnh truyền nhiễm. Thì chúng ta sẽ có phần định nghĩa thế nào là bệnh nhiễm trùng và thế nào là bệnh truyền nhiễm. Phần thứ hai, khi nói đến bệnh nhiễm trùng cũng như bệnh truyền nhiễm thì tam giác dịch tễ học thì người ta luôn đặt ra, người ta thắc mắc tại sao cũng con vi sinh vật đó mà nó gây bệnh được ở người này mà không gây bệnh được ở người khác. Tại sao cũng người đó mà họ có thể nhiễm con này mà không nhiễm con khác? Hoặc là cũng tác nhân đó, cũng con người đó, nhưng mà tại sao xảy ở nước này mà không xảy ra ở nước khác? Thì chúng ta sẽ được giải thích trong cái tam giác dịch tễ học, tức là mọi vấn đề đều được giải thích qua tam giác dịch tễ học. Dây chuyền nhiễm trùng thì nó cũng tương tự, như nó cũng nằm trong cái quy cái khả năng mà lây nhiễm trong cái bệnh truyền nhiễm. Mô tả diễn biến của bệnh truyền nhiễm, nguyên tắc chẩn đoán bệnh truyền nhiễm thì này ta học nhiều ở lâm sàng hơn, và nguyên tắc dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Nghe thầy ơi, tụi em không thấy slide thầy. Ủa, không thấy à? Để thầy share trở lại lần nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Thấy rồi ha. Các bạn để ý ha, khi nào mình không thấy slide hoặc cái thẻ rớt mạng thì nhớ báo nghe. Bởi vì khi mình dạy mình không để ý lắm, nó rớt không thấy slide mình cũng không nhận ra. Đầu tiên hết thì một số định nghĩa ta cần biết. Bệnh nhiễm trùng là gì? Bệnh nhiễm trùng là nhiễm trùng là tình trạng vi sinh vật từ bên ngoài nó xâm nhập và nhân lên bên trong hoặc trên bề mặt một ký chủ. Tức là gì? Cái thẳng lặng như là mình bị viêm phổi, tức là do vi khuẩn phế cầu hoặc là hàm nói là SARS-CoV-2 đi, virus SARS-CoV-2 nó xâm nhập từ bên ngoài vào trong đường hô hấp của mình và nó nhân lên, nó gây ra bệnh COVID-19. Đó là vi sinh vật nhân lên gọi là nhiễm trùng. Ở bên trong, đó là bên trong đường hô hấp. Nhưng mà có thể trên bề mặt, chẳng hạn như là chúng ta bị nấm da, hay chúng ta tiếp xúc da chúng ta bị ẩm, và chúng ta có vấn đề khi ta tiếp xúc với lại nấm trên thì nó tăng sinh bề mặt da của mình, thì đó là có thể là trên bề mặt. Thì nhiễm trùng chúng ta thấy là có người bị nhiễm trùng có triệu chứng, chẳng hạn như là ta thấy rằng ngày xưa tôi khi tôi đi học y khoa khi mà năm thứ thứ tư thì khi tôi đi thực tập tại bệnh viện bệnh nhiệt đới này thì tôi mới được tiếp xúc, khi đó mình mới biết bệnh viêm gan siêu vi B. Khi đó mình thấy đi bệnh viện siêu B thì mình rất là hoảng sợ, thời tôi chưa chích ngừa bởi vì khi thấy vậy thì rất sợ. Thế về đi thử máu, thử máu thì có bạn thì nó ngày xưa tao có bị vàng da, rồi bây giờ thử máu thì mình thấy mình bị nhiễm CVB, nhiễm CVB. Nhưng mà cũng có bạn thì thấy rằng trước giờ hoàn toàn khỏe mạnh, thử máu cũng thấy nhiễm CVB luôn. Thế là có người có triệu chứng và người không triệu chứng. Khi mình có triệu chứng vàng da, tổn thương gan thì khi đó ta gọi là bệnh. Còn đối với có những người ta gọi là người lành mang bầm bệnh, tức là anh thử máu có HBsAg ta có kháng nguyên nhưng mà không có triệu chứng gì cả, vì virus nằm âm thầm trong người mình, tức là toàn người lành mang mầm bệnh hoặc người thể ẩn. Ví dụ đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, gần đây hơn đó là SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 thì không phải ai nhiễm cũng có triệu chứng. Trong cái đợt dịch đầu tiên á,
Khi mà mình mà bắt đầu xuất hiện ở bên châu Âu, ở bên Trung Quốc á, thì tất cả các du học sinh khi quay trở về Việt Nam thì đều được tại cửa khẩu, sân bay đều được đem cách ly để được máy mũi họng làm xét nghiệm. Thì cho thấy rằng ở Củ Chi thì có 30 bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 là du học sinh, nhưng mà trong đó thì ta thấy tới 13 bệnh nhân, chỉ có 17 bệnh nhân là có triệu chứng thôi, còn 13 bệnh nhân còn lại là từ đầu đến cuối máy mũi họng dương đó, nhưng mà không có hắt hơi, không có sổ mũi, không có đau họng, không có bất cứ triệu chứng gì đó. Thì đó là những người mà nhiễm trùng không triệu chứng ha. Còn nếu có triệu chứng thì mình mới gọi là bệnh COVID-19, còn nếu anh chỉ nhiễm SARS-CoV-2 dương thôi thì gọi là nhiễm SARS-CoV-2 thôi, thì đó là nhiễm trùng không triệu chứng, tức là không phải trường hợp nhiễm trùng nào cũng có triệu chứng. Bệnh truyền nhiễm là gì? Thì bệnh truyền nhiễm là bệnh nhiễm trùng. Câu đầu tiên phải nói là bệnh truyền nhiễm là bệnh nhiễm trùng, tức là do vi sinh vật xâm nhập vào, tăng sinh lên trên bên trong hoặc là trên bề mặt, thì chắc chắn là bệnh truyền nhiễm cũng vậy. Nhưng mà bệnh truyền nhiễm nó khác, bởi vì nó là con của bệnh nhiễm trùng, bởi vì bệnh nó là bệnh nhiễm trùng có khả năng lây truyền từ nguồn bệnh sang người khác một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Chút xíu chúng ta sẽ học về phương thức lây truyền trực tiếp thế nào và gián tiếp như thế nào. Chẳng hạn như là COVID-19, khi chúng ta tiếp xúc với lại người đối diện, họ nói, họ ho, họ hắt hơi thì nó bắn những giọt tiết ra, chúng ta hít thì những cái hạt và giọt bắn đó vào trong đường hô hấp của mình thì chúng ta sẽ bị nhiễm. Còn đương nhiên nếu ta không tiếp xúc với người đó, không tiếp xúc với nguồn bệnh thì chúng ta không mắc bệnh. Do đó bệnh truyền nhiễm thì là nó phải có khả năng lây truyền. Hoặc là nếu anh nhập tới về HIV, anh quan hệ tình dục với một cái người mà họ nhiễm HIV thì ta mà không có dùng một phương tiện là bảo hộ, hạn như mang bao cao su vân vân, thì ta có thể bị nhiễm HIV cho quan hệ tình dục không an toàn. Mình sẽ học cho về cái phương thức lây truyền sau. Giờ mình nhớ ha, là bệnh truyền nhiễm thì nó là con của bệnh nhiễm trùng, tức là bệnh nhiễm trùng có, nó là một cái nhóm nhiễm trùng mà nó có khả năng lây truyền được từ nguồn bệnh sang người khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nên thì gọi là bệnh truyền nhiễm. Thế thì có một số thuật ngữ dịch tễ học mình cần phải nắm. Mình nhắc lại cái chuyện hồi nãy ban đầu mình nói phần mà mở bài thầy có nói, thì mình thấy rằng bệnh tản mát. Bệnh tản mát là gì? Bệnh tản mát là bệnh xuất hiện rải rác không thường xuyên, lâu lâu có một ca, lâu lâu có một ca, nó chẳng thành một cái gì rõ ràng cả, thỉnh thoảng trong cộng đồng xuất hiện với ca bệnh một loại bệnh gì đó thì được gọi là bệnh tản mát. Còn bệnh lưu hành địa phương là bệnh xuất hiện liên tục hoặc hiện diện thường xuyên trong một dân phố, chẳng hạn mình nói bệnh sốt xuất huyết hàng năm ở Việt Nam đều có khoảng cả 100.000 trường hợp sốt xuất huyết chẳng hạn, năm nào cũng vậy cả, thì cái đó là bệnh lưu hành địa phương. Người ta nói là sốt xuất huyết là bệnh lưu hành địa phương tại Việt Nam ha. Mình thấy cái hình trong cái hình vẽ, xin lỗi đức thầy quay lại cái laser mình nhìn cái hình vẽ này, đây là những bệnh, đây là bệnh lưu hành địa phương, tức là năm nào bệnh nó cũng có những cái đợt dịch bệnh nó bùng lên giảm xuống, bùng lên giảm xuống thì ta gọi là bệnh lưu hành địa phương. Để khi nào gọi là bệnh cái dịch, bệnh cái dịch là có sự gia tăng. Xin lỗi bạn nào không tắt micro đó, các bạn nhớ tắt micro nghe. Bệnh cái dịch là gì? Là có sự gia tăng bất thường số ca bệnh trên mức bình thường ở một dân số trong một vùng địa lý, chẳng hạn như là mình thấy hàng năm về đều có khoảng và vài chục ca, vài chục ca và bệnh bệnh thương hàn chẳng hạn, hay là bình thường. Tự nhiên năm nay ở bên quận 8 xuất hiện trong vòng khoảng chừng mấy tuần nay thôi xuất hiện khoảng 100 ca thương hàn, thì ta nói rằng coi chừng có dịch bệnh thương hàn ở quận 8, ta ở trong cái dân số ở một cái vùng địa lý tự nhiên cái số ca nó tăng vọt cao hơn trung bình nhiều năm trước đó, thì người ta nghi ngờ rằng trong một thời gian ngắn nữa thì người ta nghi ngờ rằng đang có dịch bệnh bùng phát, thì gọi là epidemic, tờ bệnh gây dịch. Khi nào gọi là đại dịch? Bệnh gây đại dịch là khi bệnh đã lan ra nhiều quốc gia, nhiều lục địa khác nhau. Nhiều quốc gia, nhiều lục địa khác nhau, ảnh hưởng lên nhiều người. Chà, mình nhớ rồi, chà, như là bệnh COVID-19 khởi đầu chỉ có ở Trung Quốc thôi, thì người ta chỉ là khi đó chưa chưa gọi là đại dịch, nhưng khi bắt đầu nó lan được qua châu Âu, qua Anh, qua Ý, lan qua Mỹ, tức là qua lan ra nhiều châu lục khác nhau, thì khi đó người ta gọi đó là bệnh, khi đó Tổ chức Thế giới công bố đó là bệnh gây đại dịch, tức là tùy theo cái mức độ lan truyền của bệnh. Thế thì chúng ta có một số câu trắc nghiệm. Bạn nào có thể mở micro trả lời cho thầy ha.
Câu số 1 tôi thấy rằng có 22 ca bệnh Legionella xuất hiện trong vòng 3 tuần ở cư dân có một cái vùng ở trong cái vùng mà thường thường ở vùng này á, mỗi năm chỉ có khoảng một ca bệnh mà thôi. Vậy cái trường tình huống số 1 này thì người ta xếp vào người ta đi thi có đề trắc nghiệm ấy, thì người ta xếp vào A B C D. Các bạn chọn cái nào? Bạn đã có thể trả lời thầy không? Mở mở micro nó lớn lên. Alo. Thầy em nghĩ là câu D ạ. Câu D. Rồi bệnh gây dịch ha, đồng ý ha, bởi vì rõ ràng rằng trung bình mỗi năm á, chỉ khoảng khoảng một ca thôi ha, một ca thôi, bây giờ tự nhiên trong vòng 3 tuần xuất hiện 22 ca, tức là đã tăng vọt lên trong một thời gian ngắn. Đương nhiên cái bài này là bên cái đề này của Mỹ, nhưng mà đi thi thì thầy sẽ cho những bệnh dịch của Việt Nam thì nó khác ha. Mình đó thì thấy là tăng vọt lên trong thời gian ngắn, tức là giống như cái hình trên đây, tức là hàng năm có khoảng một vài ca, tự nhiên trong vòng 3 tuần này tăng vọt lên, số ca nó nhiều hẳn lên, thì người ta xếp nó vào epidemic, tức là bệnh gây dịch. Câu số 2, người thấy là 20 triệu người trên khắp thế giới chết do bệnh cúm vào năm 1918-19. Thế thì cái dịch bệnh cúm này được xếp vào cái gì? Bạn có thể cho thầy biết câu số 2 là xếp vào gì? A, B, C, D. Dạ thưa thầy là C, pandemic disease. Đúng rồi, đó là bệnh gây đại dịch ha, bởi vì rõ ràng mình nghe đến khắp thế giới, tức là ở nhiều châu lục, bệnh lan truyền đến nhiều châu lục, số lượng người lớn thì người ta gọi là bệnh đại dịch. Có một ca thương hàn được chẩn đoán trong ở bên quận 8. Thế thì trường hợp này gọi là gì? Số 3. Anh xếp vào gì? Thưa thầy là em nghĩ là câu A. Sporadic disease. Tại vì có một ca bệnh lẻ tẻ thôi thì mình không xếp vào endemic được. Endemic là năm nào ta cũng có bệnh đều đặn, còn này ta kêu là có một ca đơn độc thôi. Tại ta có một ca đơn độc thôi thì mình xếp vào câu A ha, là bệnh tăng mát, sporadic. Câu 3 đúng không? Cảm ơn. Câu số 4, người ta thấy rằng có 60 bệnh nhân bị bệnh lậu được báo cáo trong tuần này ở cái vùng A. Cái này nó hơi thấp hơn trung bình quốc gia, là quốc gia này chắc khoảng xa trung bình khoảng 60, 65, 70 gì đó. Ở trong vùng này trong tuần qua thì có khoảng 60 ca. Như vậy thì trường hợp 4 này xếp vào cái gì? Số 4 này bằng nào mở miệng nói lớn lên, mình xếp lại gì? Dạ là câu B ạ. Cái này là bệnh, là bệnh lưu hành địa phương, tức là cái vùng này là bệnh lậu, là bệnh lưu hành địa phương. Thế là mình thấy rằng cái số ca nó là trung bình, nó không vượt lên cao hơn trung bình. Rồi, tức là mình nói nhắc lại về các thuật ngữ ở trong dịch tễ học về bệnh dịch. Thầy có nhắc lại cho các bạn bốn thuật ngữ, ha, mình nhớ có bốn thuật ngữ: bệnh tản mát, bệnh lưu hành địa phương, bệnh gây dịch và bệnh gây đại dịch. Và mục tiêu thứ hai, mình sẽ nói về tam giác dịch tễ học. Tam giác dịch tễ học. Các bạn nhớ tắt micro ha, lâu lâu thầy nghe có tiếng bạn nào chưa tắt micro. Ở trong bệnh truyền nhiễm, khi người ta nói đến thì chúng ta phải nhớ đến tam giác dịch tễ học. Tam giác này nó có ba đỉnh. Một đỉnh là về ký chủ, một đỉnh là môi trường và một đỉnh là tác nhân gây bệnh. Thì nó khác nhau như thế nào, ý nghĩa nó như thế nào? Thì ta nói về ký chủ trước. Mình thấy rằng cũng tiếp xúc với vi sinh vật, nhưng mà có người mắc bệnh và người không mắc bệnh. Chẳng hạn như là trong lớp học, ba bạn ngồi chung bàn. Ngày hôm sau thì mình thấy rằng cục bạn nghỉ học. Bạn nói rằng bạn bị sốt và nổi bóng nước, được chẩn đoán là thủy đậu, bạn nghỉ học. Thứ hai, bạn ngồi bên cạnh thì cũng có nói chuyện, cũng cười giỡn với bạn. Thì khoảng một vài ngày sau đó thì một bạn nổi bóng nước, còn bạn kia lại không nổi bóng nước. Thế rõ ràng rằng cũng cùng tiếp xúc với cái nguồn bệnh, tức là anh cùng tiếp xúc với một cái tác nhân trong một cái môi trường là ngồi gần nhau, nhưng mà hai ký chủ khác nhau thì biểu hiện bệnh nó cũng không phải giống nhau. Rõ ràng một bệnh, một bạn thì xuất hiện sốt, nổi bóng nước, bạn kia thì hoàn toàn không có triệu chứng, vẫn bình thường. Thế thì hỏi ra thì cái bạn mà
mà vẫn khỏe mạnh bình thường không có triệu chứng, thì bạn đó đã trước đó được cha mẹ đã cho chích ngừa thủy đậu rồi. Còn bạn mà nổi bóng nước là chưa chích ngừa thủy đậu, tức là anh cùng tiếp xúc, cho nó tùy thuộc vào tình trạng miễn dịch của cái chủ. Chẳng hạn như anh có chích ngừa rồi thì ta có thể chống được bệnh truyền nhiễm, còn người kia vì chưa chích ngừa, khi anh cùng tiếp xúc với mầm bệnh thì một người nhiễm bệnh và một người không nhiễm bệnh. Về yếu tố di truyền, người ta cũng thấy rằng một số yếu tố phù hợp mô nó dễ mắc một số bệnh nhiễm trùng, một số người có cái gen gì đó anh dễ mắc một bệnh nhiễm trùng gì đó hơn người khác, do đó yếu tố di truyền nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng nhiễm bệnh của cái người mà tiếp xúc với tác nhân người bệnh. Ngoài ra thì ta có rất nhiều vấn yếu tố khác mình cần phải khai thác, như là tuổi. Mình thấy như là hemophilus influenza type B thì chỉ thấy thường kể ở trẻ em dưới 5 tuổi mà thôi, ở người lớn mình không thấy, vì nó liên quan đến cái thụ thể ở trên vùng hầu họng. Thì thấy rõ ràng rằng ở người lớn người ta không bị nhiễm hemophilus, nhưng mà ở trẻ em dưới 5 tuổi bệnh này thường gặp, do đó chúng ta phải chích ngừa cho nhóm tuổi đó. Nghề nghiệp, mỗi người có một cái nghề, thì cái nghề nó liên quan tới yếu tố tiếp xúc. Chẳng hạn như một người hành nghề giáo viên thì hàng ngày anh đi dạy thôi, một người thì anh hành nghề là bán thịt heo ngoài chợ, hai người đó thì nguy cơ mắc bệnh nó không giống nhau. Cái người mình làm giáo viên thì anh sẽ mắc một số cái bệnh liên quan đến môi trường tập trung đông người khi anh hành nghề chẳng hạn. Còn cái người mà anh buôn bán thịt heo thì ngoài cái yếu tố tiếp xúc đông người thì anh còn có thể mắc những bệnh liên quan đến cái món mà anh buôn bán, hạn như anh giết mổ heo, anh xả thịt heo, ta có thể bị nhiễm vi khuẩn liên cầu khuẩn lợn từ heo này qua mình. Còn ông thầy giáo thì ổng không có tiếp xúc thì ổng không bị, ông bị. Tức là tùy theo cái nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp thì đều có cái yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh khác nhau. Cùng là nam giới cùng tuổi, cùng làm nghề đó, nhưng mà ta thấy rằng cái ông mà bị cắt lách đó, tức là cùng là hai ông đều là giết mổ heo cả ha, hai ông đó cùng bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn, nhưng mà cái ông cắt lách đó, thì bệnh nó nặng hơn hẳn cái ông mà không cắt lách. Tức là tùy theo cái cơ địa của họ, anh mất cái lách, mình thấy những người cắt lách thì họ bị nhiễm vi khuẩn có vỏ rất là nặng nề, rất là nặng nề, là người ta yêu cầu, tức là tùy theo cái bệnh nền. Hoặc là người có tiểu đường và người không tiểu đường ha, thì rõ ràng rằng vi khuẩn E. coli là nó thường trú ở trong cơ thể mình, nhưng mà người có tiểu đường thì anh dễ bị nhiễm trùng tiểu. Phụ nữ tái đi tái lại kéo dài, còn người không tiểu đường thì họ không có bệnh. Tức là tùy theo cái bệnh nền thì nó cũng làm thay đổi cái biểu hiện bệnh. Rồi đối với tác nhân thì ta thấy rằng vi trùng thì gây ra bệnh vi trùng, siêu vi gây ra bệnh siêu vi, ký sinh trùng gây bệnh sinh trùng, mặc vì nắm tức là tùy theo tác nhân thì cái biểu hiện bệnh nó cũng không có giống nhau. Tìm thấy từng loại mới bốn đi lâm sàng thì chúng ta sẽ học cái cách phân biệt bệnh do virus, các bệnh do vi trùng nó khác như thế nào, anh bị sốt rét thì bệnh nó như thế nào, thì nó sẽ thay đổi tùy theo các tác nhân gây bệnh. Có ký chủ có khả năng bị nhiễm bệnh, có tác nhân gây bệnh, nhưng mà ta phải có cái điều kiện thích hợp để đó lây truyền được từ 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 nguồn bệnh qua cơ thể cái người mà cảm nhiễm. Cho rõ ràng là như là mình thấy rõ ràng là quay lại COVID-19, nếu như là ta biết có COVID SARS-CoV-2 đó và chúng ta chưa chích ngừa đó là ta có thể nhiễm bệnh. Tuy nhiên nếu nếu mà bệnh nhân mà bị SARS-CoV-2 mà chúng ta tự cách ly ở nhà, hoặc là họ bị cách ly ở cái nơi mà cách ly của Bộ Y tế, thì đương nhiên những cái nếu chúng ta không đi vô trong đó, chúng ta không tiếp xúc trong đó thì chúng ta không thể nhiễm bệnh được. Tức là tùy theo cái môi trường, nếu ta tiếp xúc gần, ta đi chung chuyến bay, đi chung tàu xe, làm chung văn phòng, hoặc là đi nhậu chung thì chúng ta mới có thể nhiễm bệnh được. Tức là phải có cái môi trường phù hợp thì mới lây truyền được bệnh. Ngoài ra một số yếu tố khác có làm gia tăng sự lây truyền bệnh, như là nhiệt độ, độ ẩm, mà khí hậu nó nóng lên, hoặc là khi mà nó xảy ra lũ lụt chẳng hạn thì nó thiếu nước sạch, thì cũng là yếu tố môi trường đó hỗ trợ cho bệnh dịch bệnh nó bùng phát. Điều kiện vệ sinh, hệ thống y tế yếu kém, đó là ba cái đỉnh của tam giác dịch tễ học mà chúng ta cần phải biết. Do đó đứng mình học chỗ này để mình hiểu là khi mình khai thác dịch tễ học mình khai thác cái gì, thì mình sẽ khai thác cái yếu tố ký chủ, yếu tố môi trường là những yếu tố rất quan trọng, và tác nhân thì liên quan tới biểu hiện bệnh. Di truyền nhiễm trùng trong bệnh truyền nhiễm, di truyền nhiễm trùng thì chúng ta cũng quay lại câu chuyện là mầm bệnh nó từ một cái ký chủ và tàng trữ mầm bệnh, nó có thể là con người, có thể là động vật, có thể là môi trường.
Có những loại vi sinh vật nó có trong môi trường, có những loại vi sinh vật mà từ động vật có lây qua người hoặc là từ một cái người mà anh ăn mầm bệnh hoặc là một bệnh nhân anh có mầm bệnh thì nó sẽ đi theo cái ngõ ra và theo tùy theo phương thức lây truyền mà nó xâm nhập vào người đối diện, à, cái người mà có thể bị nhiễm bệnh. Và cái phương thức lây truyền thì có rất nhiều phương thức, chúng ta sẽ trình bày ở phần sau. Đây là dây chuyền nhiễm trùng. Thế thì phương thức truyền bệnh như thế này, à, thấy là có lây truyền trực tiếp và lây truyền gián tiếp. À, lây truyền trực tiếp là lây truyền từ người sang người, chẳng hạn như là qua đường tình dục. À, mình nói rằng mà ta hay vẽ là bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì đương nhiên khi anh quan hệ tình dục mà không an toàn thì ta có thể bị nhiễm bệnh từ cái người nhiễm HIV họ lây qua mình. Hoặc là bây giờ mình có bệnh đậu mùa khỉ, anh quan hệ tình dục với cái người mà nhiễm virus đậu mùa khỉ thì nó cũng sẽ lây được cho mình nếu mình không có mang phương tiện bảo hộ, à, mình không có mang bao cao su được, vân vân. À, lây truyền từ mẹ sang con cũng gọi là lây truyền trực tiếp từ người sang người, à, chẳng hạn như là bà mẹ bị CVB, à, CVB, đến khi mà chuyển dạ, nếu bà mẹ không có uống dự phòng, ha, hoặc nồng độ virus cao thì giai đoạn chuyển dạ thì máu mẹ và con nó trộn lẫn thì có thể là truyền từ mẹ sang con. Hoặc là mình thấy rất nhiều bệnh lây truyền từ mẹ sang con, mấy bệnh mà chúng ta sẽ học cũng có bài người ta nói về bệnh lây truyền từ 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 trong trong giai đoạn mà chú sinh. Tiếp xúc da, hai người mà ngồi cạnh nhau cọ cọ vô thì nó anh bị một cái bệnh lý trên da, nhờ bệnh nấm da, người ta phải gọi chúng nít đi học mình thấy nó bị lăn ban đứa này chơi đứa kia nó lây, hay vì do là tiếp xúc da nó sẽ lan truyền được, cộng xếp vào nhóm là lây truyền trực tiếp từ người sang người. Lây truyền trực tiếp còn có xâm nhập trực tiếp, chẳng hạn như là chúng ta đặt đinh thì trong cái đinh đó thì nó rỉ sét thì nó có nha bào, không có bào tử của uống ván, thì khi cái đinh nó đâm xuyên vào trong mô mình thì cái bào tử đó nó cắm sâu vào trong mô mình, trong điều kiện kiếm khí thì nó vi khuẩn ván nó sẽ phát triển và nó tiết ra độc tố, nó gây ra bệnh uốn ván hoặc là bệnh dại. Bệnh dại nó mới là bệnh lưu hành ở động vật thôi, động vật có máu nóng, tình cờ thì nó lây truyền qua người thôi, tức là tình cờ những con chó bị bệnh dại tình cờ nó cắn con người thì nó sẽ truyền bệnh dại qua virus dại qua vết cắn và nó gây bệnh, thì đường xâm nhập đó cũng được xếp vào đường lây truyền trực tiếp. Đường thứ ba người ta cũng xếp vào trực tiếp, đó là lây truyền qua giọt bắn. À, chúng ta bây giờ chúng ta rất là rành sau đại dịch Covid-19 thì chúng ta rất là rành về đường lây truyền này. À, tới khi ta nói chuyện thì những cái giọt bắn nó bắn qua, khi ta nói chuyện ta ho ta hắt hơi thì sẽ bắn những giọt tiết cái đường hô hấp mình ra môi trường xung quanh, và trong những cái hạt tiết đó giọt bắn đó nó sẽ có virus trong đó, và khi cái người đối diện anh hít phải cái giọt bắn đó anh bị nhiễm tác nhân gây bệnh. Chúng ta hãy coi cái ảnh hưởng của hắt hơi. Coi trường hắt hơi nha. Này trong khoảng cách 50 cm ông nào hắt hơi thì mình thấy những cái hạt bắn nó sẽ trôi ra khắp ha, trôi ra trong phòng 5 ấy thì là hình nó phủ kín hết. Nè, ta quay video lại ở một người hắt hơi. Ở khoảng cách 1 m thì ta thấy là hạt bắn nó vẫn lan tới. Ha. Mình để chờ 1 m thì khi hắt hơi ho thì hạt bắn nó vẫn lan tới được 1 m. Đó là lý do người ta yêu cầu chúng ta phải cách xa tối thiểu là 1 m trở lên, à, 2 m trở lên thì mới chắc ăn. À, thấy giọt bắn ở trong vòng khoảng cách 1 m thì nó vẫn lan lên. Đây là khoảng cách 7 đến 8 mét. Một người hắt hơi mạnh thì nó cũng và có thể là hạt bắn nó giọt bắn vẫn có thể lan tới gần 7 8 mét lần. Do đó thật ra thì người ta thấy là khoảng cách 2 mét cũng chưa chắc là an toàn, cho nên chúng ta cần phải đeo khẩu trang rồi vân vân, người ta hạn chế tối đa để tiếp xúc với giọt bắn. À, đường lây truyền gián tiếp nãy mình nói trực tiếp thì trực tiếp mình nhớ mấy chuyện, trực tiếp là khi tiếp xúc trực tiếp như là tiếp xúc đường tình dục hoặc là từ mẹ truyền sang con hoặc là da tiếp xúc da với da,
hoặc là ta bị xâm nhập trực tiếp như là ta đập đinh hay bị chó cắn, ta là tác nhân bệnh được hoặc một cái bị một cái do một cái tác động nó đưa sâu vào trong cơ thể mình, xuyên qua da mình. Và thứ hai là ta có đường gián tiếp. Đường gián tiếp thì một những đường là cũng rất là thường gặp trong bệnh này thì tiêu chảy, đó là đường phân biệt. Đường phân biệt thì có nhiều cách, có thể trực tiếp ở trẻ nhỏ vệ sinh kém, trẻ có thể tự tay mình có thể gãi vùng hậu môn và mang trực tiếp đưa vào bóc đồ ăn đưa vào trong miệng, tức là xâm nhập một cách trực tiếp mà theo đường phân biệt. Có thể là nhiễm bẩn quần áo vật dụng trong nhà cho thói quen vệ sinh kém, cha ta đi vệ sinh xong ra ta không rửa tay, ta cầm cái nắm đấm thì sao cái nắm đấm đó sẽ dính phân chẳng hạn, người khác cầm vào họ sẽ bị nhiễm bệnh, đó là vệ sinh kém. Hoặc là nhiễm bẩn thức ăn và nước do chúng ta đã không có sử dụng nước sạch để chúng ta rửa thực phẩm thì nhiễm bẩn, đây là lây truyền từ đường phân miệng. Thì mình nhìn cái hình này mình nhớ đường phân miệng. Đường phân miệng mình nghe ghê dạy nhưng mà ta diễn tả ra, chẳng hạn như là anh đi phân ra mà nó nhiễm vào trong cái nguồn nước uống, và nguồn nước này mà chúng ta uống trực tiếp, ta không có đường sâu thì ta có thể bị nhiễm. Nguồn nước này có thể chế biến thực phẩm, sau đó rửa rau chẳng hạn và nhiễm phân, ta ăn ta cũng thể nhiễm bệnh. Nha. Anh đi phân vào trong phân ngoài đồng thì nó cũng bị nhiễm trực tiếp vào hoặc thông qua thực phẩm, hoặc là do ruồi nhặng nó bám lên phân xong sau nó bám vào đồ ăn của mình, nó cũng sẽ lây truyền cho mình. Hoặc do bàn tay chúng ta, hồi nãy mình nói rồi, bàn tay không rửa hay đi vệ sinh thì anh bóc đồ ăn, anh chế biến thực phẩm hoặc thật ra anh đưa trực tiếp vào mình luôn, ta cũng thể nhiễm bệnh. Và nó có thể từ cái bàn tay đó nó nhiễm bẩn lên quần áo vật dụng xung quanh và sau đó lây truyền bệnh qua thực phẩm và người. Do đó đây là cái sơ đồ này để mô tả cho vấn đề đường phân biệt, lây truyền qua đường phân biệt, các phương thức lây truyền qua đường phân biệt. Ngoài gián tiếp thì đường phân miệng là đường quan trọng, thì chúng ta có đường thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là lan truyền qua vector. Vector tức là một cái phương tiện trung gian. Trung gian thì thường thường là từ thằng như ta thấy là bệnh sốt rét thì con cái sinh trùng sốt rét thì nó không có lây truyền trực tiếp từ người qua người được, và nó phải lây qua trung gian mũi anopheles, tức là đó là mũi đồng sọc, thì nó sẽ hút máu người bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, sau đó nó sẽ truyền. Sau thời gian nó sẽ xuất hiện thoa trùng từ nước bọt và nó sẽ truyền, nó đốt người lành, nó sẽ truyền thoa trùng qua người lành và nó truyền bệnh được. Hay là bệnh sốt xuất huyết đen, chúng ta thấy đây là lan truyền qua mũi Aedes aegypti. Hoặc là nếu mình coi là trong lịch sử bệnh dịch hạch thì ta thấy rằng nó lây truyền qua bọ chét, là vi khuẩn nhờ bọ chét từ trên côn trùng và nó đốt người và nó sẽ truyền bệnh qua người. Vâng, rất nhiều loại truyền qua vector. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái đường mà người ta gọi là cũng gián tiếp, là qua các hạt khí dung. Lý do tại sao hạt khí dung không xếp vào trực tiếp, người ta nói là giọt bắn. Khi mình đập bắn là khi mình nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân nói chuyện của mình ho hắt hơi thì những cái giọt tiết trong đường hấp nó bay ra, ta hít phải, ta nhiễm trực tiếp từ người đó. Còn hạt khí dung á là những hạt kích thước nhỏ hơn dưới 5 micromet thì nó sẽ bay lơ lửng trong không khí nhiều giờ. Do đó cái người mà họ có giọt bắn nó bay ra, họ đã không còn nằm trong đó nữa, nó bay trong cái môi trường thôi, và tình cờ chúng ta đi ngang qua, ta hít vào những hạt khí dung đó thì ta cũng bị nhiễm bệnh. Thì cái đó thì ta xếp vào nhóm lây truyền và đường gián tiếp. Chẳng như SARS-CoV-2, khi mà chúng ta cho phun khí dung, khi chúng ta làm các thủ thuật thì nó có thể làm bắn những hạt khí dung bay lơ lửng trên không khí, và hoặc là ta ở trong môi trường kính sử dụng máy lạnh nên ta yêu cầu phải mở cửa sổ để vào trong máy lạnh thì xuất hiện những hạt khí dung đó, nó bay lơ lửng trong không khí nhiều tiếng. Cái người mang mầm bệnh họ đã rời khỏi cái phòng đó rồi, nhưng mà trong cái phòng đó hạt khí dung vẫn còn lơ lửng khoảng vài giờ sau đó, thì những người khác bước vào anh hít vào những hạt khí dung đó thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Đó là đường gián tiếp. Hồi nãy mình có nói qua vector đó, thì có một số bệnh tôi cũng đưa cái bản tóm tắt là mình đọc cho biết thôi, cái này không có hội thi, để mình hiểu được rằng ở bệnh gì, vector là gì và truyền mầm bệnh là gì. Nó có ba cái cột các bạn chỉ coi, chẳng hạn như là sốt rét thì do mũi truyền, dung chỉ cũng do mũi truyền ha, tác nhân gây bệnh nằm bên đây, sốt xuất huyết đen ha, hoặc là mình thấy rằng bệnh dịch hạch, dịch hạch vi khuẩn là Yersinia pestis nhưng mà do con bọ chét đây, do bọ chét mình đang tên bệnh là bệnh dịch hạch. Hoặc là mình thấy sốt mò, mình đi học ở bệnh viện bệnh nhiệt đới mình sẽ gặp sốt mò, sốt mò do con mò nó đốt
thì nó sẽ triệu rickettsia và bệnh nhân sẽ bị sốt mỏi. Các bạn dùng tham khảo các bạn này. Mình nói như vậy không phải là ta tất cả các tiếp xúc ta đều có thể mắc bệnh, tất số trẻ phải mắc bệnh. Chẳng hạn như là một bể bệnh nhiễm trùng xảy ra thì ít nhất nó phải tỏa ba điều kiện. Nhất thì đầu tiên là về tác nhân gây bệnh, tôi sẽ trình bày riêng từng phần. Thứ hai là cái đường xâm nhập và cách xâm nhập nó phải phù hợp, và thứ ba thì thuộc vào miễn dịch của ký chủ. Đầu tiên hết mình nói về tác nhân gây bệnh. Tác nhân gây bệnh thì tùy thuộc vào số lượng, và mình thấy rõ ràng rằng ta cũng nhiễm tác nhân gây bệnh đó, nhưng mà nếu mà đối với lại Shigella tức là lệ trực trùng, người ta chỉ cần nhiễm 10 mũ 1 tức là 10 con vi khuẩn thôi, thì chúng ta có thể bị bệnh lệ trực trùng. Tuy nhiên cũng là tác nhân lây lây truyền qua đường tiêu hóa, tức là trên đường phân miệng, dịch tả, Vibrio cholerae, thì muốn mắc bệnh thì chúng ta phải nhiễm khoảng 10 mũ 5, 10 mũ 6 vi khuẩn, là tức 1 triệu vi khuẩn trở lên thì chúng ta mới có thể bị mắc bệnh được. Còn nếu ít hơn thì ta không mắc bệnh được. Tức là cái số lượng nó cũng tùy theo tác nhân. Lý do là Shigella nó chịu được pH axit trên dạ dày, do đó chúng ta chỉ cần 10 con có thể gây bệnh được. Nhưng mà đối với lại dịch tả, vi khuẩn tả, phải khuẩn tả thì nó không chịu được pH axit, do đó số lượng phải lớn thì mới có thể gây bệnh được. Nên đầu tiên hết là nó phải tùy thuộc vào dạ đã thực phẩm lộn. Tùy thuộc vào số lượng, tức là tùy theo tác nhân, nên khi ta nhiễm đủ số lượng có thể gây bệnh thì bệnh nhiễm trùng đó mới xảy ra. Thứ hai, hàng ngày chúng ta tiếp xúc với hàng triệu vi sinh vật, nhưng mà nếu mà chúng ta bị bệnh hết thì chắc chúng ta chết lâu rồi. Giờ nó thấy rõ ràng rằng đa phần những tiếp xúc của chúng ta hàng ngày là không đưa đến nhiễm trùng. Một cái tác nhân nó phải có tính lây nhiễm thì nó mới có thể gây nhiễm trùng được. Và khi nhiễm trùng thì mình thấy là nhiễm trùng có triệu chứng và nhiễm trùng không triệu chứng, cho đó tùy theo độc lực của nó, tùy theo cái khả năng gây bệnh của nó. Nếu nó khả năng gây bệnh thì mới đưa đến bệnh, còn nếu không thì ta chỉ nhiễm trùng thể ẩn mà thôi. Và khi gây bệnh thì mình thấy rằng có bệnh nhân bệnh nặng và có bệnh nhân bệnh nhẹ thôi, ta tùy theo độc lực của tác nhân gây bệnh. Do đó tôi thấy là biểu hiện bệnh nó cũng thay đổi tùy theo khả năng lây lây nhiễm, khả năng nhiễm trùng, khả năng gây bệnh và độc lực của vi sinh vật. Đường xâm nhập mình có tác nhân đó, nhưng mà đường xâm nhập phải phù hợp. Chẳng hạn như HIVS, nếu chúng ta bắt tay mà da tay chân ta lành lặn không có vết thương gì cả, ta bắt tay người nhiễm HIV thì chúng ta không thể nhiễm bệnh được, vì cái đường qua da thì không lây được. Nhưng mà nếu chúng ta quan hệ tình dục, tiếp xúc niêm mạc thì ta có khả năng là bị nhiễm bệnh. Chúng ta tùy theo cái cách cách xâm nhập nó phù hợp thì chúng ta mới có thể nhiễm bệnh được. Và khi ta có đủ tác nhân đường xâm nhập phù hợp đi nữa, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào tình trạng miễn dịch. Nãy tôi có ví dụ một cái trường hợp mà bị thủy đậu, rõ ràng rằng bạn A bị thủy đậu ngồi chung với bạn B, bạn C. Bạn C không chích ngừa, bạn B đã chích ngừa thì bạn B có miễn dịch thì bạn B sẽ không có mắc thủy đậu, nhưng mà bạn C chưa chích ngừa khi tiếp xúc với bạn A, bạn C sẽ bị nhiễm bệnh. Tức là đường xâm nhập qua đường hô hấp, tác nhân thì đủ số lượng để gây bệnh, nhưng mà tùy theo miễn dịch của ký chủ. Miễn dịch có thể là miễn dịch đặc hiệu hoặc miễn dịch mắc phải ha. Mắc phải hồi nãy mình nói là miễn dịch cho tiêm chủng đó, miễn dịch không đặc hiệu bẩm sinh. Thì chẳng hạn như mình thấy rằng, để mình làm bài sốt rét, tôi sẽ trình bày các bạn là dân tộc Tây Phi họ không có nhóm máu đốc phi, bởi vì nhóm máu đốc phi là một cái cụ thể giúp cho cái con vi bắt nó bám trên bề mặt hồng cầu, xâm nhập vào trong hồng cầu. Do đó dân tộc Tây Phi vì không có nhóm máu đốc phi thì họ sẽ không có bị sốt rét vi bắt. Nhưng mà ngược lại thì họ bị con khác, đó là con Ovenle. Tôi nghĩ đó là do tiến hóa của vi sinh vật. Như vậy phần kế tôi sẽ nói về cái ánh mắt của bệnh truyền nhiễm thì nó sẽ diễn tiến như thế nào. Tất cả các bệnh truyền nhiễm trùng nó đều dạy sang qua bảy giai đoạn, diễn tiến qua bảy giai đoạn. Cái đoạn đầu tiên khi ta tiếp xúc với lại mầm bệnh thì không phải lúc nào ta tiếp xúc ta cũng bị nhiễm đâu. Do đó một số người tiếp xúc thì họ sẽ bị nhiễm. Khi ta bị nhiễm thì bắt đầu vi sinh vật có tăng sinh dần lên, thì giai đoạn đó là giai đoạn ủ bệnh, tức là giai đoạn chúng ta chưa có triệu chứng bệnh. Đến khi vi sinh vật nó tăng sinh đến một cái ngưỡng nào đó là chúng ta xuất hiện triệu chứng, thì bắt đầu ta có giai đoạn khởi phát. Giai đoạn khởi phát ở tất cả bệnh nhiễm trùng thì thường nó không có đặc hiệu, bệnh nhân uể oải, mệt mỏi, chán ăn, sốt nhẹ rồi vân vân, tức là chưa có điển hình. Khi đến giai đoạn toàn phát thì tùy theo tác nhân, chẳng hạn như là con virus này gây viêm não,
thì điều động toàn phát nó sẽ xuất hiện ở hệ thần kinh, bệnh nhân bị rối loạn ý thức, bị co giật, bị hôn mê, hoặc là cái đứa con siêu vi này nó gây bệnh thủy đậu, thì điều động toàn phát thì bệnh nhân xuất hiện bốn nước, hay bốn nước rải rác trên da chẳng hạn, vân vân. Thì điều động toàn phát thì triệu chứng của nó rất là điển hình của bệnh đó. Điều động khởi phát thì bệnh truyền nhiễm nào cũng tương tự giống nhau, nhưng qua đến toàn phát thì nó có đặc hiệu cho tác nhân. Khi đến toàn phát rồi thì chúng ta bệnh sẽ tự giới hạn, hoặc là do chúng ta điều trị thì bệnh nhân sẽ lui giảm, hoặc là bệnh nặng hơn thì bệnh nhân tử vong. Thì đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn kết thúc, kết thúc thì có thể là đi cửa trước hoặc cửa sau. Nhưng mà hết bệnh thì chúng ta sẽ đi về cửa trước, và nếu chúng ta tử vong thì chúng ta sẽ ra bệnh viện theo cửa sau của bệnh viện. Tức là tất cả các bệnh truyền nhiễm chúng ta học đều đi qua tất cả các giai đoạn như vậy. Và chúng ta học vào cái bài mà mô tả về từng bệnh một thì các thầy luôn dạy chúng ta theo từng giai đoạn của bệnh thế nào, khởi phát, toàn phát, giai đoạn lưu bệnh ra sao, mình đều được học rất là đầy đủ. Đó là diễn tiến của một bệnh truyền nhiễm. Cái hình này để minh họa một của bệnh truyền nhiễm. Nãy giờ mình nói rồi, thì rõ ràng rằng giai đoạn tiếp xúc, giai đoạn này chúng ta tiếp xúc với mầm bệnh. Tiếp xúc mầm bệnh thì đương nhiên cái này chỉ là sống hai bên có thể song hành với nhau, nhưng đến giai đoạn nào đó ta bị nhiễm, thì bị nhiễm thì bắt đầu mầm bệnh bắt đầu tăng sinh dần lên, tăng sinh đến cực đại, thì sau đó nó sẽ tự giới hạn, hoặc là do chúng ta điều trị nó sẽ xuống, hoặc ta chết thì nó sẽ giảm dần. Thì trong hình này mình thấy có mấy giai đoạn: giai đoạn tiếp xúc, giai đoạn lây nhiễm và giai đoạn hồi phục hoặc tử vong. Giai đoạn từ khi anh tiếp xúc mầm bệnh tăng sinh đến khi anh bắt đầu lây nhiễm thì ta xếp và gọi là latent, giai đoạn tiềm tàng. Giai đoạn này thì mầm bệnh nó tăng sinh người mình, nó chưa lây bệnh được, nhưng mà khi nó tăng đến một cái ngưỡng nào đó thì bắt đầu nó có thể lây được, thì bắt đầu qua giai đoạn lây nhiễm của bệnh. Chúng ta học giai đoạn của bệnh là gì? Giai đoạn của bệnh là tính từ lúc tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể mình cho đến khi chúng ta xuất hiện triệu chứng đầu tiên của bệnh, thì ta gọi là giai đoạn của bệnh. Tức là giai đoạn của bệnh, bệnh nhân không có triệu chứng nhưng mà vi sinh vật thì bắt đầu nó tăng sinh trong người mình. Nó khác với lại giai đoạn lây nhiễm. Rồi thấy rõ ràng rằng bệnh nhân có thể lây nhiễm trước khi có triệu chứng. Để tôi ví dụ cái bạn bị thủy đậu đó, ngày hôm trước bạn đi học, bạn chưa có triệu chứng, chưa có sốt, chưa có nổi bóng nước, nhưng mà bạn đã lây rồi. Tức là cái giai đoạn mà lây bệnh này, lây nhiễm này nó xuất hiện trước giai đoạn, nó vẫn còn trong cái giai đoạn của bệnh. Thì đó mình nên nhớ rằng nên một bệnh truyền nhiễm đôi khi nó rất khó kiểm soát. Hồi nãy SARS-CoV-2 tôi nói đó, 45% bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã lây cho người khác trước khi anh có triệu chứng. Do đó chúng ta kiểm soát nó rất khó khăn. Nếu chúng ta không có vaccine, hầu như chúng ta rất khó kiểm soát được những bệnh lây truyền như vậy. Bạn nhìn nhớ ha, giai đoạn tiềm tàng, giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn lây nhiễm. Để chẩn đoán bệnh truyền nhiễm thì chúng ta nên nhớ rằng cũng giống như bên nội khoa và ngoại khoa, chúng ta sẽ có triệu chứng lâm sàng, chúng ta sẽ có xét nghiệm để xác định bệnh. Tuy nhiên trong truyền nhiễm thì tuy là truyền nhiễm là con của nội khoa, nhưng mà nó có cái điểm đặc biệt là trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm thì chúng ta phải có yếu tố dịch tễ, tức là có phần mà tam giác dịch tễ học hồi nãy tôi trình bày ban đầu liên quan tới bệnh nhân, bệnh môi trường, chúng ta phải khai thác. Bởi vì tất cả bệnh truyền nhiễm đều có sốt, như bạn sốt nào, nghi ngờ bệnh gì, nguyên nhân gì thì liên quan đến chúng ta khai thác dịch tễ học ở cơ địa bệnh nhân, ở cái môi trường mà bệnh nhân tiếp xúc, cái hành vi của bệnh nhân, nghề nghiệp, tập quán, thói quen của bệnh nhân. Thì mình nói rất nhiều về tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thói quen, tập quán, tiêm chủng, cũng như là vấn đề lui tới tức là dịch bệnh của địa phương. Thì cái phần này khi chúng ta đi lâm sàng, chúng ta sẽ được hướng dẫn và chúng ta tiếp xúc bệnh nhân, người ta khai thác dịch tễ học là quan trọng. Đối với bệnh truyền nhiễm mà chúng ta trình một cái bệnh truyền nhiễm, ta chẩn đoán bệnh truyền nhiễm mà không có dịch tễ học, tức là chúng ta không hoàn thành, tức là chúng ta không có đạt cao. Tức là người ta đánh giá là chúng ta không hiểu bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm thì đặc điểm dịch tễ là rất quan trọng, từ lên đầu tiên anh phải khai thác những đặc điểm này để anh chẩn đoán bệnh. Còn lâm sàng và xét nghiệm thì đương nhiên là chúng ta đã học nhiều rồi, ngay cả bệnh nội khoa và bạn chúng ta đã học. Phần cuối, tôi sẽ trình bày về dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Chúng ta còn được 20 phút, thì chúng ta cứ thoải mái, không phải trễ. Trong quá trình trình bày, nếu các bạn có thắc mắc thì mình có thể hỏi, hoặc là tôi sẽ dành khoảng 10 phút cuối giờ để các bạn giải đáp thắc mắc cho các bạn. Để dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm thì mình sẽ quay lại cái tam giác dịch tễ học và cái dây chuyền nhiễm trùng.
hai dây chuyền nhiễm trùng. Chúng ta chỉ cần cắt đứt một cái cạnh tam giác này hoặc cắt đứt một cái mắt xích trong dây chuyền nhiễm trùng này thì chúng ta mới chặn đứng được bệnh truyền nhiễm. Chúng ta lấy cái bài học COVID-19 đi cho nó dễ. Ta biết là bệnh COVID-19 là bệnh virus, và phương thức lây truyền là nó có thể lây truyền qua những giọt bắn, qua hạt khí dung, hoặc là qua những cái trên bề mặt, nhiễm trùng trên bề mặt, tức là cái giọt bắn dính trên bề mặt, và khi ta tiếp xúc mà ta không có rửa tay thì thật ra cái quan trọng nhất là giọt bắn. Để giải quyết chuyện đó thì mấy chuyện đầu tiên hết, thì đối với ký chủ, nếu ta can thiệp ở đây thì ký chủ, những người mà nhiễm ký chủ á, thì thật ra có hai việc. Việc nhất, nếu anh mắc bệnh thì anh phải cách ly, vì khi ta cách ly thì không có điều kiện lây truyền cho người khác. Thì đó thường thường mình khởi đầu thì bệnh còn ít, chúng ta cách ly tập trung. Bây giờ giai đoạn này thì bệnh nó nhiều thì chúng ta không có đủ chỗ mà để cách ly tập trung nữa, thì chúng ta khuyến cáo là ta cách ly ở nhà để chúng ta giảm lây lan cho cộng đồng. Thứ hai là chúng ta có những biện pháp phòng hộ, như chúng ta đeo khẩu trang ha, để ta hạn chế lây lan mầm bệnh. Nó cũng về bảo vệ ký chủ, và cái quan trọng là chúng ta phải chích ngừa. Chích ngừa thì đối với COVID-19 thì chúng ta không có ngăn ngừa được nhiễm bệnh, nhưng chúng ta giảm được bệnh nặng, giảm được tử vong, giảm quá tải hệ thống y tế. Nên chúng ta cải tạo cái chỗ ở chỗ chích ngừa, và đối với môi trường thì chúng ta hạn chế cách lây lan bằng cách là cách ly đối tượng nhiễm bệnh cũng như đeo khẩu trang. Còn đối với tác nhân gây bệnh thì chúng ta sẽ tìm thuốc điều trị, những thuốc đặc trị về virus để chúng ta tiêu diệt tác nhân gây bệnh để ta cắt đứt chuỗi bệnh. Đó là đơn để ta can thiệp ở tam giác chỉnh thể học. Tương tự ở phương thức truyền bệnh nó cũng giống như vậy. Đứng về cấp độ dự phòng thì người ta phân ra 3 cấp độ. Cấp độ 1 là quan trọng nhất, đó là dự phòng nguyên phát á, là chúng ta dựa vào chủng ngừa. Hay chẳng hạn như đối với bệnh truyền nhiễm, đa phần chủng ngừa là một những biện pháp mà giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh. Đối với bên ngoại khoa thì người ta có cho các sinh dự phòng trước mổ chẳng hạn để giảm nhiễm trùng ở vết mổ. Hoặc là chúng ta học não mô cầu, khi mà có dịch não mô cầu ta, khi anh tiếp xúc với là cái người nhiễm não mô cầu, anh muốn kháng sinh dự phòng để hạn chế việc mắc bệnh, thì cái đó gọi là dự phòng cấp 1. Dòng cấp 2 là khi ta mắc bệnh rồi, chẩn đoán và điều trị. Dự phòng cấp 3 là ta giảm thiểu biến chứng bệnh tàn tật và một số bệnh nhiễm trùng mãn tính như HIV, như viêm gan CVB. Đó là những cái bệnh mà chúng ta phải điều trị kéo dài. Để giữ sát nguyên bệnh thì chúng ta có một số biện pháp. Đầu tiên hết thì biện pháp cơ bản trong tất cả bệnh nhiễm trùng thì chúng ta đều phải thực hành tuân thủ, đó là rửa tay, đeo khẩu trang, mang găng tay khi ta tiếp xúc và các phương tiện phòng hộ cá nhân khác. Thì chúng ta qua đại dịch COVID-19 chúng ta thấy rằng vai trò quan trọng của rửa tay, của đeo khẩu trang ha, và một số phương tiện phòng hộ để ta giảm nhiễm trùng. Bộ Y tế có quy định 5 thời điểm rửa tay. Ta lâu lâu đi học bị mấy thầy hỏi phải nhớ. Đầu tiên hết là anh rửa tay trước khi tiếp xúc bệnh nhân, rửa tay trước khi làm các thủ thuật vô khuẩn, rửa tay sau khi tiếp xúc với dịch tế, rửa tay sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, sờ cho người bệnh nhân, và thứ năm là rửa tay sau khi sờ vào những vật dụng xung quanh bệnh nhân. Người ta quan sát thì có hai thời điểm chúng ta hay quên. Thời điểm nhất là chúng ta rửa tay trước khi tiếp xúc bệnh nhân, và thời điểm số 5 là rửa tay sau khi chúng ta sờ vào vật dụng xung quanh bệnh nhân. Bởi vì trước khi tiếp xúc ta nghĩ là ta sạch, ta quên rửa tay, nên thật ra chúng ta có thể mang mầm bệnh trên tay chúng ta lây từ người này qua người khác. Thứ hai là sau khi ta sờ vật dụng xung quanh, chẳng hạn ta đứng nghe thầy giảng bài, cái tay ta dịch lên thành giường, xong ra ta không rửa tay, ta bóc đồ ăn, và chúng ta sẽ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh vì lý do là chúng ta không rửa tay. Còn với thời điểm thứ hai, số 3, số 4 thì hầu hết chúng ta đều có rửa tay rất là nghiêm ngặt, tuân thủ. Nên ta lưu ý số 1 và số 5 là hai thời điểm chúng ta quên rửa tay. Các bạn sinh viên khi thực về bệnh viện bệnh nhiệt đới thì mình nhớ hai cái số 1 và số 5, bởi vì số 3, số 4 thì đương nhiên bạn sau khi khám bệnh sau đó bạn rửa tay thôi, bạn rất là sợ dơ, đụng dịch tiết bạn phải rửa tay ngay thôi. Số 2 thì trước khi làm thủ thuật bắt buộc phải làm rửa tay. Còn số 1, trước khi khám bệnh từ bệnh nhân này chuyển qua bệnh nhân khác chúng ta đi rửa tay. Và nếu chúng ta làm biết rửa tay thì trên đầu giường bệnh nhân, dưới đuôi giường bệnh nhân luôn luôn có cái chai sát trùng, thì chúng ta sẽ sát trùng tay chúng ta trước khi ta khám bệnh nhân kế, tất cả mỗi bệnh nhân chúng ta đều phải sát trùng tay. Và sau khi nghe thầy giảng bài xong mình nhớ rửa tay vì lý do là có khả năng trên cái giường, cái vật dụng, cái cửa phòng đó nó có nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, chúng ta có thể mang vi khuẩn kháng thuốc ra lây lan bệnh viện. Việc đeo khẩu trang
chúng ta xem cái đeo khẩu trang, đeo khẩu trang hiệu quả như thế nào. Cái người mà không đeo khẩu trang người ta quay phim. Non-recording. Stay healthy. Đó, ông nói thì thấy giọt bắn là màu xanh. Stay healthy. Từ miệng ông bắn ra rất là rõ. Great, less loud. Stay healthy. Giờ ông đeo khẩu trang vào thì mình nghe ông nói có giọt bắn hay không? Are you recording? Yeah. Cái miệng ông nằm đây. Stay healthy. Okay. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Nothing. Đó, có thể rõ ràng rằng cái hiệu quả của đeo khẩu trang không chỉ bảo vệ cái người đeo không bị nhiễm mầm bệnh, mà anh đeo khẩu trang thì anh cũng giảm lây lan mầm bệnh cho người xung quanh. Bởi vì khi mình đeo khẩu trang thì giọt bắn đã được cản trở lại và nó sẽ ra ngoài ít hơn bình thường, ít lây nhiễm hơn môi trường xung quanh. Đó là vấn đề đeo khẩu trang trong dịch bệnh đầu hấp là yêu cầu chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nên trong môi trường bệnh viện khi đi thực tập thì các bạn phải đeo khẩu trang suốt trong giai đoạn ở trong bệnh viện. Ngoài vấn đề và những cái biện pháp dự phòng cơ bản ha, như đeo khẩu trang, đeo đội nón, đeo găng tay, rồi rửa tay, thì chúng ta phải loại trừ nguồn nhiễm trùng. Ta biết rồi, có nguồn nhiễm trùng thì mới có những bệnh đợt ha, và cũng như là có những vector chẳng như liên quan đến chân đốt. Như là chúng ta thấy rằng ta bị sốt xuất huyết, mỗi lần dịch xuất huyết bùng lên thì y tế dự phòng người ta sẽ đi phun thuốc diệt mũi là một, bởi vì đó là trung gian truyền bệnh, ta phải tiêu diệt vector sẽ giảm khả năng lây truyền bệnh. Thứ hai là ta chống đốt. Chống đốt là gì? Chúng ta sẽ đi ngoài vấn đề ta tiêu diệt vector, ta đổ các cái dụng cụ chứa nước và có thể có lăng quang, thì chúng ta phải tuyên truyền cho người dân rằng mũi Aedes aegypti có thể truyền bệnh cả vào ban ngày lẫn ban đêm, do đó lúc nào ngủ cũng phải ngủ môn chẳng hạn. Đó là vấn đề chống đốt. Liên quan đến thực phẩm, rất nhiều bệnh lây truyền qua đường thực phẩm. Hiện tại thì chúng ta phải chế biến chín, phải bảo quản thực phẩm đạt yêu cầu. Liên quan đến đường phân miệng thì chúng ta phải cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh. Chúng ta nhớ cái vụ dịch tả ở các tỉnh phía Bắc cách đây khoảng hơn 10 năm, thì lúc đó chúng ta rất là lay quay, khoảng năm 2008, 2009, 2010 gì đó, ta rất là lay quay. Lúc thì chúng ta nói tại móng to, lúc ta nói tại tiền, và vân vân, là chúng ta làm rất nhiều biện pháp, nhưng thật ra cái vấn đề quan trọng nhất là để là lây vào đường phân miệng. Do đó chúng ta phải cung cấp nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh. Chứ còn mắm tôm thì nó vô hại, nó không phải là, không phải là nguyên nhân gây bệnh dịch tả. Là những cái câu chuyện mà người ta hay theo dệt chúng ta nghe, thì do chúng ta không hiểu biết về cái đường phân biệt và cái biện pháp can thiệp của nó. Lan truyền có liên quan đến đường truyền máu, thì ta nhớ là truyền máu và hiến máu rồi phải tuân thủ đúng nguyên tắc, tức là máu phải được xét nghiệm các nhân gây bệnh trước khi ta lưu trữ để truyền cho bệnh nhân. Thường ta phải xét nghiệm mà HIV, viêm gan, siêu vi và một số mầm bệnh khác, người ta xét nghiệm loại bỏ, nếu có ta phải loại bỏ được di truyền và tránh nhiễm mẫn dụng cụ y khoa, chẳng hạn chúng ta đứt tay, kim đâm, có thể bị nhiễm bệnh qua đường máu, cho nên ta nhớ cẩn thận những dụng cụ mà sắc bén. Đối với đường lan truyền qua đường không khí thì chúng ta phải cách ly và giãn cách xã hội. Tuy nhiên mình thấy rằng qua đợt dịch Covid-19 mình thấy rằng tùy theo giai đoạn bệnh thì chúng ta phải chọn biện pháp cách ly phù hợp. Bởi vì chúng ta thấy là khi bệnh ít, chúng ta có thể cách ly thì nghiêm ngặt tuyệt đối, nhưng khi bệnh đã lan tràn trong cộng đồng thì chúng ta chỉ còn phải giãn cách xã hội mà thôi, còn nên bắt nhốt thì chúng ta không thể cứu được. Cuối cùng là tiêm chủng. Nói gì đi nói thì tất cả biện pháp trên giúp chúng ta cải thiện, giảm thiểu được lan truyền bệnh, kiểm soát một phần bệnh, nhưng mà chúng nó không phải là căn bản. Giải pháp căn bản trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm vẫn là tiêm chủng. Mình thấy rõ ràng nếu chúng ta không có vaccine ngừa COVID-19 thì chúng ta sẽ, tất con người sẽ chết hết. Và bạn thấy rõ nhất là cũng hai thành phố lớn, một thành phố là thủ đô Hà Nội, một thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, đều xảy ra dịch COVID cả. Nhưng mà thấy rõ ràng rằng Hà Nội số lượng bệnh nhân mắc gấp đôi thành phố Hồ Chí Minh. Họ tốn qua tôi con thử thành phố Hồ Chí Minh tới hiện tại mình công bố nhiêu, thì đương nhiên số liệu đó không chắc chính xác. Chúng ta công bố là khoảng 600.000 người nhiễm bệnh, nhưng mà chúng ta chết rất nhiều, trong khi Hà Nội 1.2 triệu chết có nhiều trên đó. Vậy nhờ đâu? Nhờ tiêm chủng. Đợt dịch xảy ở thành phố Hồ Chí Minh trước đợt dịch Hà Nội khoảng 3-6 tháng trước khi chúng ta triển khai tiêm chủng. Do đó thành phố Hồ Chí Minh khi dịch xảy ra thì chúng ta đã thấy là hậu quả tàn khốc. Chúng ta đều phải trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn đó. Nhưng mà
nếu mà sau đó Hà Nội tiêm chủng song song với Hồ Chí Minh thì sau đó 3-4 tháng sau dịch bệnh bùng phát ở Hà Nội dữ dội hơn Hồ Chí Minh rất nhiều, nhưng mà không ai chết cả, số chết rất ít, à, có chết không mà chết cũng không đúng, có chết mà chết rất ít chứ không chết nhiều như ta. Thế thì nói về tiêm chủng thì chúng ta phải nói qua một chút về miễn dịch cộng đồng. À, câu chuyện này ngay từ đầu chúng ta vẫn nhớ những cái tranh luận rất dữ dội ở trên mạng xã hội cũng như trong phương tiện công cộng khi Thủ tướng Anh tuyên bố rằng miễn dịch cộng đồng. À, miễn dịch cộng đồng. Nếu chúng ta không đạt miễn dịch cộng đồng thì chúng ta không thể chặn được dịch bệnh. Nhưng mà điều ông đó không hề sai. Khi đó chúng ta phản đối rất dữ dội, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng những điều đó trong lịch sử về dịch tễ học bệnh truyền nhiễm người ta đã nói từ nhiều đời rồi, chứ không phải bây giờ. Ông Thủ tướng Anh ông không tự phát minh cái chuyện đó đâu. Các nhà dịch học người ta nói với ông như thế và ông nói lại như thế, và chúng ta thì nghe và chúng ta nghe cái lẽ ta hiểu chưa hết nên ta phản bác ông thôi, chứ sự thật chúng ta nhìn đây ta sẽ hiểu. Bệnh truyền nhiễm này cứ một ca bệnh nó sẽ lây qua được hai người, thì chúng thấy rằng trong cộng đồng mà không có miễn dịch thì một người bệnh nó sẽ lây được hai người, và cứ thế nó lây từ cấp số nhân và số bệnh trong thời gian ngắn sẽ lan tràn khắp cộng đồng nếu anh không có miễn dịch. Còn nếu trong cộng đồng chúng ta 50% có miễn dịch thì thấy sao? Một bệnh nhân này chỉ lây được có một người, và như thế thì lúc nào thì bệnh nó cũng chỉ có một người mắc bệnh mà thôi, nó không lây truyền được, do đó hầu như là bệnh nó sẽ được chặn đứng và sau đó nó sẽ giảm dần và biến mất. Thì ý người ta chỉ nói rằng nếu trong cộng đồng mà đạt được cái miễn dịch cộng đồng thì khi đó bệnh truyền nhiễm mới kiểm soát được. Đương nhiên đạt miễn cộng đồng có nhiều cách, tiêm chủng là một cái biện pháp quan trọng nhất. Còn mắc bệnh không ai để người dân mắc bệnh cả, vì chuyện mắc bệnh đó thì nó không được đúng ha. Mắc bệnh thì không đứng phản về y khoa. Thế thì khi nào miễn dịch cộng đồng đạt thì người ta dựa vào cái công thức là tần suất mắc mới sẽ giảm dần nếu mức độ miễn dịch trong quần thể, tức là miễn dịch cộng đồng đó, vượt quá con số 1 trừ 1 trên R0. À, chẳng hạn như là R0 đó là bệnh này mức khả năng lây nhiễm là một bệnh nhân lây cho hai người, thì trong cộng đồng phải trên 50% có miễn dịch thì khi đó bệnh truyền nhiễm đó mới kiểm soát được. Thằng một bệnh truyền nhiễm mà nó có thể một bệnh nhân lấy được 5 bệnh nhân thì anh trong cộng đồng phải đạt được miễn dịch là trên 80% thì chúng ta mới kiểm soát được. Và cơ bản bên đây chúng ta thấy là từng bệnh truyền nhiễm một nó sẽ có hệ số R0 mà người ta dựa vào các vụ dịch người ta tính thử. Thì ở đó nếu mình quay lại dịch COVID-19 thì COVID-19 mình thấy rõ ràng rằng giai đoạn đầu á R0 chỉ khoảng khoảng 2-3 thôi, 2-3 thì chẳng như bằng 3 đi, thì 1 trừ cho 1 trên 3 tức là 2/3, tức là miễn dịch cộng đồng phải đạt khoảng 65%, 66% để lên thì dịch bệnh nó sẽ chặn đứng, ngay chặn đứng. Nhưng mà đến khi mà nó qua biến thể Omicron thì người ta thấy rằng khả năng lây nhiễm nó tới 8-9 lần, R0 8-9 lần. Mà 89 thì miễn dịch cộng đồng phải đạt chắc là phải 85-90% trở lên thì ta mới kiểm soát được dịch bệnh. Mình nhớ tức là cái R0 đã thay đổi tùy theo đặc nhân người bệnh. Mình hiểu cái này để mình biết rằng anh muốn kiểm soát bệnh truyền nhiễm thì ta phải tiêm chủng đạt được bao nhiêu phần trăm dân thì ta mới kiểm soát được. Kiểm soát được. Rõ ràng rằng hemophilus anxiety B trước thập niên này ở bên nước Anh ha, ở bên Vương quốc Anh thì người ta thấy thế này, nếu mà thập niên 90-91 về trước thì tần suất bệnh hemophilus ở trẻ em rất là cao, và năm 92-93 bắt đầu họ đưa vaccine hemophilus anxiety B vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thì thấy rằng sau đó vài năm thì bệnh giảm hẳn xuống gần như thấp, sau đó dân người ta quên, người ta không chủng ngừa nữa thì bệnh nó lại lên trở lại và người ta bắt đầu phải chích ngừa trở lại. Giảm tương tự đối với lại não mô cầu tiếp C. Tiếp C thì trước đó nó gây những đợt dịch, năm nào cũng có một đợt dịch não mô cầu ở bên Vương quốc Anh cả, nhưng mà sau đó người ta đưa vaccine vào thì sau đó bệnh biến mất và ngày nay hầu như không thấy dịch não mô cầu xuất hiện nữa. Đây là những cái ngoạn mục ta thấy là hiệu quả cơ bản, căn bản trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, đó là chủng ngừa. Chủng ngừa chúng ta phải có vaccine. Chúng ta quay lại COVID-19. COVID-19 thì mình không dừng lại được ở cái vaccine của nó. COVID-19 á, thì vaccine của nó không có giúp ngăn chặn được nhiễm bệnh, nhưng mà nó sẽ giúp được bệnh nặng và tử vong. Do đó chúng ta thấy rằng anh có chủng ngừa thì anh vẫn có thể nhiễm bệnh như thường. Nói rằng mình thấy rằng giai đoạn mà trước tháng 12 năm 2020 chưa có chủng ngừa thì chúng ta thấy rằng chưa có chủng ngừa thấy sao? Bệnh thì nó xuất hiện nhưng mà tử vong rất là cao.
em. Nhưng mà sau đó khi ta triển khai chủng ngừa trên thế giới thì người thì người ta thấy rằng khi trên chủng ngừa lên thì người ta thấy rằng bệnh nó cũng sau đó thì bệnh nó sẽ vọt lên rất là cao, nhưng mà tử vong thì nó không cao, bởi vì lý do là nhờ vào chủng ngừa. Tuy nhiên cái số liệu này thì nó gộp chung cả thế giới mà nhìn nó không rõ, nhưng mà ta dùng nhìn từng quốc gia một. Nãy tôi nói đơn cử đơn giản nhất là ở Việt Nam mình, Thành phố Hồ Chí Minh bệnh tử vong bao nhiêu phần trăm, trong khi Hà Nội bệnh không tử vong, bởi vì Hà Nội đã được tiêm chủng đầy đủ thì hiệu quả của tiêm chủng giúp giảm tử vong, còn mắc bệnh chúng ta không giảm được. À, mắc bệnh thì thật vẫn có thể nhiễm, nó có giảm một phần đó nhưng mà không đáng kể. Hết bài, hết bài. À, các bạn, tôi sẽ dành cho các bạn khoảng 10 phút để giải đáp thắc mắc, 5 đến 10 phút để thắc mắc. À, các bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài giảng có thể hỏi. Sau đó chúng ta nghỉ khoảng 10 phút để chúng thầy, cái đó thầy Hà Vinh sẽ dạy các bạn bài tự giải. Rồi, bạn nào mà giơ tay cứ thì cứ hỏi bạn. Bạn nói lớn. Dạ thầy. Bạn hỏi đi bạn. Dạ cho em hỏi thầy giảng này nên cái chỗ mà phân cái giai đoạn của giai đoạn 1 2 3 4 5 của bệnh truyền nhiễm đó thầy. Em muốn bệnh 4 5. Giai đoạn 3 4 5 phải không? Tức là mình thấy giai đoạn ủ bệnh, khởi phát, toàn phát và lưu bệnh gì? Các bạn nói giai đoạn nào? Dạ không thầy, ở của cái phần 1 á, cái phần mà động vật sang người rồi người sang người thế này. Thì đó ha. Cái đó thầy chỉ minh thầy chiếu lại các bạn coi cái đó. Đây, cái hình này phải không? Dạ. Ở bên này hình này thầy chỉ minh họa về tiến hóa của vi sinh vật thôi. Mình thấy là những cái bệnh truyền nhiễm á, thằng mà ta nói đơn giản là mình thấy có bốn bệnh truyền nhiễm là bệnh dại, bệnh Ebola, sốt xuất huyết đen và HIV. Bốn bệnh này thì nó khả năng gây bệnh của nó thay đổi tùy theo mức độ tiến hóa của virus thôi, mình không nói trước được. Đầu tiên hết bệnh dại. Bệnh dại là bệnh nó mới chuyển qua giai đoạn 2 thôi. Tức là gì? Bệnh chủ yếu là xảy ra ở động vật, only from animal, tức là chủ yếu ở động vật thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nó lại truyền được con người. Hạn như con chó bị dại, nó cắn trùng cờ, nó cắn trúng người thì nó truyền bệnh vào người thôi. Do đó thường thường bệnh là chủ yếu là, nên khi nó tới bệnh dại ta nói là bệnh của động vật chứ bệnh của người. Người chỉ là tình cờ bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên mình qua đến Ebola, hay là mình gần đây mình nói là đậu mùa khỉ chẳng hạn, thì thấy là gì? Nó xảy ra chủ yếu ở bên châu Phi, nó từ từ động vật thì thỉnh thoảng nó lây qua người, và ta thấy là thỉnh thoảng là có những vụ dịch nhỏ do lây truyền giữa người với người mà thôi. Tức là chẳng như Ebola, nó qua đến, nó nằm trong cái giai đoạn 3. Giai đoạn 3 tức là tùy theo giai đoạn tiến hóa của vi sinh vật gây bệnh. Virus Ebola thì nó lây truyền từ động vật qua người, và thỉnh thoảng nó có thể lây truyền được giữa người với người, nhưng mà rất là khó khăn. Tuy nhiên nếu mà nó tiến hóa hơn nữa, chẳng như mình nhớ đậu mùa khỉ, trước đó nó ở giai đoạn 3 thôi, mà hiện tại tôi nghĩ là đậu mùa khỉ nó bước gần như bước vào giai đoạn 4 rồi. Bởi vì lý do là trong vòng khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, chúng ta chứng kiến rằng gần 50.000 ca đậu mùa khỉ trên khắp thế giới, khi đó có từ động vật lây qua được, cái đó lây giữa người với người thôi. Khi nó qua giai đoạn 4 là sao? Là vẫn là bệnh từ động vật lây qua người đó, nhưng người ta thấy rằng cái khả năng lây truyền giữa người với người nó xảy ra dễ dàng hơn, và nó gây ra những vụ dịch kéo dài. Thành ra hiện tại chẳng như mình nói về đậu mùa khỉ, tôi nghĩ là nó từ giai đoạn 3 qua giai đoạn 4. Còn như dengue, hiện tại mình xếp nó vào giai đoạn 4 ha, tức là nó sẽ lây truyền giữa người với người là chính, nhưng mà nguồn gốc của nó là từ động vật lây qua người. Còn HIV là một câu chuyện khác. HIV thì người ta thấy rằng bệnh lây truyền giữa người với người thôi, nhưng mà sau đó người ta giải trình tự nó, người ta xem là tiến hóa virus, thì ta thấy là nguồn gốc đó là từ linh trưởng, nó có từ linh trưởng rồi, nhưng mà do nó tiến hóa đến giai đoạn là người ta thấy chỉ còn xuất hiện giữa người với người thôi, chứ người ta không thấy từ linh trưởng lây qua người ha, mà chỉ thấy giữa người với người thôi. Đúng thế, đúng rồi, hay về đúng không? Vậy thấy như vậy, tiến hóa như vậy, nói vậy bạn hiểu không? Cái hình này chỉ nói lên cái tiến hóa của vi sinh vật. Tất cả những bệnh, phần lớn những bệnh truyền nhiễm ở người là có nguồn gốc từ động vật, nhưng mà mình thấy nó biểu hiện nó không giống nhau. Như bệnh dại thấy ủa
chủ yếu ở động vật, lâu lâu mới có người thì đương nhiên nó mới giai đoạn 2 thôi. Nhưng mà đến bệnh Ebola thì tôi thấy rằng ở bên châu Phi á, chủ yếu từ động vật lây qua người, nhưng mà thỉnh thoảng có những vùng nhỏ do người lây qua người, nhỏ thôi không có lớn. Nhưng mà đến dengue ở Việt Nam thì mình thấy rằng bệnh những đợt dịch lớn do lây truyền từ người qua người, nhưng mà nguồn gốc nó là từ động vật. HIV thì khác, nó tiến bộ tới giai đoạn 5 là tác nhân này mình chỉ ghi nhận ở người mà thôi, nhưng người ta coi lại cái cây tiến hóa của nó thì nguồn gốc tổ tiên của nó là từ linh trưởng. Nói vậy bạn chịu không? Giải thích bạn nghe bạn hiểu chưa? Dạ, thế là mình xếp theo cái nào mà cái con đường nào lại nhiều nhất không này? Ta nhìn hiện tượng và ta giải thích cho mình thôi. Ta thấy rằng dengue chỉ lây giữa người với người thôi, nhưng mà nguồn gốc nó ta thấy vẫn có ở mấy con khỉ. Thì ta nói rằng bệnh này từ khỉ lây qua người, từ gốc đầu tiên là từ khỉ lây qua người, mà hiện tại nó lây giữa người với người rất dễ dàng, cho đó nó ở giai đoạn 4. Nhưng mà HIV thì khác. Vậy COVID mình cũng xếp giai đoạn 4 thôi này. COVID á, thì nguồn gốc thì động vật lây qua người và lây dễ dàng giữa người với người. Còn động vật có lây qua người được mà, nhưng mà chúng ta kiếm không ra thôi chứ. Thật ra nó 4 hoặc 5. Tức là 4, tôi xếp COVID vào giai đoạn 4, không xếp vào giai đoạn 5 được. Dạ rồi, dạ em cảm ơn thầy. Các bạn nào còn thắc mắc gì nữa không? Dạ, thầy ơi, thầy cho con hỏi lại cái giai đoạn tìm tàng á, là mình tính từ tiếp xúc cho đến khi nào nữa thầy? Từ khi có thể lây bệnh được. Tức là virus tác nhân người bệnh nó tăng sinh đến một cái ngưỡng nào đó thì nó bắt đầu nó lây cho người khác được. Thì giai đoạn từ lúc nó xâm nhập cho người mình đến lúc nó có khả năng lây thì giai đoạn đó ta gọi là giai đoạn tiềm tàng là thật. Còn khi nó lây gọi là giai đoạn lây nhiễm. Tức là virus nó phải đạt một cái ngưỡng nào đó nó mới lây. Tức là vi trùng hoặc virus hoặc tác nhân người bệnh nó phải tăng sinh đến một cái ngưỡng nào đó nó đủ mới lây cho người khác được. Vậy gọi là giai đoạn tiềm tàng. Ta dựa vào nghiên cứu ta coi ha. Cũng như con người ta nghiên cứu những bệnh nhân mà SARS-CoV-2 chẳng hạn, người ta mấy mũi họng, từ khi phát hiện bệnh cho đến từ khi ta tiếp xúc hay đến khi bắt đầu thấy xuất hiện ở đường hô hấp, tức là có thể lây được nhưng mà chưa có triệu chứng. Sau đó vài ngày sau bệnh nhân mới có triệu chứng. Thì cái giai đoạn tiềm tàng là từ khi anh tiếp xúc với nguồn bệnh đến khi anh xuất hiện ở vùng mũi họng thì gọi là tiềm tàng. Còn giai đoạn ủ bệnh là gì? Là từ khi anh tiếp xúc với người đó trên khi bắt đầu anh bị sốt, bị hắt hơi, bị đau họng, bị sổ mũi. Một cái là nó mang triệu chứng lâm sàng, một cái nó dựa vào xét nghiệm. Hiểu không? Bạn nghe bạn hiểu không? Cái hình bạn nhìn bạn hiểu không? Dạ hiểu rồi. Dạ thầy ơi, hồi nãy con có thấy thầy có nhắc trong một cái slide là có khái niệm incident á, thì con có biết thêm có một khái niệm là prevalent. Thì khi nào mình sẽ xài incident, còn khi nào mình xài prevalent đó thầy? Năm thứ tư mình học dịch tế học mình sẽ học vụ đó. Incident là tần suất mắc mới, tức là cái ca này nó mắc mới, còn prevalent là tần suất hiện mắc. Là gì? Là cả người mắc mới lẫn cái người họ mắc trước đó. Một số bệnh nó mãn tính chẳng hạn, chẳng anh nhiễm CVB, HIV chẳng hạn, thì anh nhiễm suốt đời. Nhưng mà cái số lần cái người mà mắc mới thì là incident, còn cái tổng số người đang mắc hiện tại, có những người mãn tính và những người mới mắc thì gọi là prevalent. Prevalent nó bao gồm tất cả người đang mắc hiện mắc mới cũng như là hiện đang mắc hiện diện trong đó, là hiện mắc từ trước đó mà vẫn còn mang virus từ những hiện tại. Con nghe hiểu không? Nó sẽ có cái hình, tại đây cắt mất cái hình đó rồi để giải thích con thế nào là prevalent, thế nào là incident á, nó không sẽ hình. Đại khái là incident nó giống như là một cái mặt cắt, mặt cắt tại một cái thời điểm thôi đúng không thầy? Không, prevalent là mặt cắt tại một thời điểm. Prevalent là mặt cắt tại một thời điểm. Tức là tại một điểm con cắt cái quần thể đó, những ca nào dương tính thì mình gọi là prevalent. Nhưng mà còn incident là mình phải theo dõi. Mình theo dõi coi, theo dõi quần thể người không mắc bệnh. Trong một khoảng thời gian, thể bệnh nó xuất hiện ra thì mới kể ca đó vô, còn bệnh có từ trước đâu, tôi không quan tâm. Tôi không kể. Con cắt tại một thời điểm thì nó gọi là prevalent đó. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Có một cái hình vẽ, thì hồi thầy gửi cái hình đó. Có một cái hình vẽ, chúng ta nhìn cái hình đó, ta dễ hiểu hơn. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì nữa không?
Không thắc mắc thì tạm thời các bạn thầy cũng chưa rõ, thầy hỏi thầy Hà Vinh, có thầy Vinh vô dạy luôn trong phòng này thì các bạn ngồi để đợi học luôn, còn chắc thử chạy trong đây thôi, hoặc là không thì các bạn phải ra vô lại lớp của thầy ấy. Để thầy hỏi thầy Vinh, cho thầy Vinh đến chưa ha, chúng ta nghỉ giải lao một chút nha, chúng ta ngồi yên để nghỉ giải lao, thầy sẽ trả lời các bạn chắc là khoảng thầy khoảng 10 phút để thầy Vinh mới vô. Dạ thầy ơi, dạ thầy Nghĩa ơi. Cái gì ông đang nói gì Dạ con? thầy, hôm qua chị Hiền dặn tụi em là thầy Vinh sẽ vô lớp lúc 10 giờ thầy. À thì bây giờ lúc 10 giờ hả? À, Dạ. vậy thôi tụi con cứ nghỉ giải lao đi. À, khi nào vô thì bấm cái link của thầy Vinh ha. Hiểu Dạ. không? Ừ Dạ. rồi, rồi. Vậy thôi mình nghỉ ha. Rồi thầy sẽ gửi bài vô trong group này, trong cái MS Team này là một. Thứ hai là nếu mà ban cán sự lớp mà gửi email cho thầy biết địa chỉ email của ban cán sự lớp thì thầy gửi thêm một lần nữa. Đồng ý ha? Vậy thôi nghỉ nha. Dạ, Rồi cảm chào ơn các thầy. bạn. Rồi chào các bạn.